một này ta bồ cha pramacariyan cha ariya sacca na dasana nibbana sacchikriya cha etam mangala buddhamma trong cái mangala sutta. Và trong cái bài kệ số 11 này chúng ta đã xong hai cái bắt đầu rồi ha. Và dựa vào cái video buổi học trước thì chúng ta đang ngưng ở tại cái chỗ mà ariya sacca asana đó ha. Thì dựa vào cái câu này thì chúng ta đã đi xong cái phần chú giải cho cái đoạn này rồi. Tuy nhiên, sư bây giờ đang giải thích thêm được cái chữ ariya sacca này. Mà hiểu theo cái nghĩa mà phía trên này. Hiểu theo ở đây. Ở đây có nghĩa là gì? Tức ariya sacca tức là bốn cái sự thật chân bốn. Chúng ta nên nhớ rằng sự thật có nghĩa là chân lý nha. Chân lý ở đây tức là gì? Là cái học thuyết, là cái giáo lý mà gọi là như chân, đúng như thật, tức là không có sai chạy, cho dù đó là quá khứ, hiện tại và vị lai. Cũng giống như là các nguyên tố hóa học, các công thức và toán học vật lý như vậy, thì các nhà khoa học, các nhà mà vật lý học toán học, họ là những người, họ chỉ là những người mà tìm ra, chứ không phải là người mà sáng chế ra những cái công thức đó. Thì như các bạn mà tuần hoàn hóa học cũng như vậy, các phân tử nước rồi các phân tử vân vân, thì các phân tử hydro và oxy như vậy đó, thì khi mà chúng ta đề cập tới cái bản chất thì cho dù trước khi mà gọi là khoa học có tìm ra cái công thức hóa học đó thì nó vẫn tồn tại cái nguyên tố đó. Thì như thế nào đó thì ở đây anh chị tức là bốn cái sự thật, bốn cái chân lý đó là được chư vị thánh nhân để giác ngộ. Bốn sự thật đó là khổ ở đây này. Rồi cái gì nữa? Samudaya ha, tức là nhân sanh khổ. Khổ ở đây đó thì bữa trước chúng ta có đề cập ra khổ chúng ta phân ra làm ba loại đó ha. Khổ ở đây chúng ta phân làm ba loại. Và chúng ta khỏi bỏ cái dấu như này. Chúng ta phải bỏ chúng ta gọi chúng ta cho chăm thì chúng ta bỏ ra đây. Khổ có ba loại. Thứ nhất tức là gì? Dukkha ha. Thứ hai là viparinama dukkha. Thứ ba nữa tức là cái gì? Abhisankhara dukkha. Tức là ba cái loại khổ này, cho dù nó hình thức gọi là thô tháo, thô thiển, tức là những cái cảm giác mà đau đớn, khốc liệt, bệnh hoạn, biến đổi trong cái cơ thể, trong cái tâm lý, không mong, không được, không không đạt được những điều mà mình mong muốn, rồi những cái điều an lạc mình có được mình không giữ gìn được. Thì tất cả những khía cạnh gọi là khổ đau mà thuộc về thân và tâm như vậy thì được gọi là dukkha dukkha. Còn viparinama có nghĩa là cái gì? Tức là cái tình trạng, cái giai đoạn mà gọi là những cái điều lành, những cái điều mà gọi là điều an lạc, những cái điều mà gọi là sung sướng mà thuộc về thân và tâm mà không gìn giữ được, mà nó bị biến hoại. Tức là mặt trái của cái sự an lạc như vậy đó, thì cái đó được gọi là viparinama, hay được gọi là hoại khổ. Tức là bản chất của nó là có khổ. Thì rằng khổ là một chân lý có thật, là một chân lý có thật, chứ không phải là những cái từ lạc mà theo cái khía cạnh tức là sự xúc khác. Ở đời chúng ta chỉ có là có cảm thọ lạc chứ không bao giờ có một cái chân lý về lạc nha. Vì rằng các pháp á, luôn luôn bị biến hoại, luôn luôn bị thay đổi, luôn luôn bị tác động bởi nhiều cái thành tố, thì không có cái lý do gì mà có gọi là có cái khía cạnh tức là an lạc. Vì rằng đó khi mà khía cạnh thì chúng ta học về khổ đấy, chúng ta phải đề cập đến bốn cái ý nghĩa. Ở đây thì chúng ta phải ở đây chúng ta phải cái đi chúng ta viết cái bốn cái ý nghĩa này trước rồi. Cái nghĩa đầu tiên tức là cái gì? Cái khổ đế nó có cái bản chất, ở đây dựa theo quý sư đi mất giá nha, tức là khổ đế nó có cái bản chất như thế nào? Vì rằng nó có cái bản chất gọi là bilana athena, chúng ta ghi bilana thôi, còn athena có nghĩa là cái gì? Bilana athena này đó. Tức là áp thác có nghĩa là ý nghĩa ha, là với cái mục đích, là với cái ý nghĩa là bị áp chế, là bị đàn áp, là bị áp bức. Bilana có nghĩa là từ động từ bilati nha. Vì rằng các pháp này do duyên trở tạo, mà các pháp ngũ visankhara này, ngay cả cái khía cạnh gọi là vật chất cũng tinh thần cũng như vậy luôn. Vật chất thì do đâu? Do nghiệp, do tâm, do thời tiết và do vật thực, tức là những cái yếu tố mà nó tác thành nên mới có cái vật chất mà hiện tại bây giờ, có một cơ địa mà chúng ta đang có ngay bây giờ. Nhưng mà nó có tồn tại như thế ngoài không? Không. Nó luôn luôn bị tác động bởi những ngoại vi bên ngoài. Cho nên nó luôn chuyển hóa, nó luôn thay đổi, nó luôn biến đổi. Cho nên luôn luôn bị áp chế, bị đè nén, bị chi phối bởi nhiều cái nhân duyên, cho nên nó mới được gọi là pháp hữu vi. Khía cạnh và tâm lý cũng tương tự như vậy luôn.
chúng ta không có bao giờ chúng ta gọi rằng là chúng ta có một cái tánh biết, rồi có một cái thần thức, hay có một cái khái niệm nào đó cho rằng đó là nó là chủ thể. Cái khái niệm tức là gọi là sami ai chiêu sami chiêu tá chiêu tá đó, tức là cái tà kiến cho rằng đó là có một cái thực ngã, có một cái tánh biết, có một cái thực thể nó tồn tại, nó hằng hữu, nó làm cái phần sự, tức là ghi nhận biết lắng, và chính cái đó đó nó sẽ không hoại diệt và nó sẽ trôi lăn trong một tử sanh luân hồi. Đó là có thay thế thì chỉ thay thế cái xác thân mà thôi, chứ còn cái tánh biết và cái thực thể đó là nó không có mất đi, mà càng ngày càng được trong sạch. Cái kiểu giống như là một cái tấm gương mà bị phủ bụi như vậy đó, lâu ngày gọi là do trôi lăn, rồi do bị tạp nhiễm cho nên là bị bụi trần như vậy, bây giờ chỉ lâu nên là bắt đầu nó sẽ trong sáng, nó sẽ sáng ngời. Cái đó là những cái tư tưởng nó cũng giống như là cái khía cạnh, tức là sami chi tá nha, tức là tà kiến mà cho rằng có một cái thực ngã ở bên trong này, nó là chủ thể, sami là chủ, là chúa, là chủ đó. Đấy rồi đúc khá ha, đúc khá vào đầu tiên đó mang nghĩa rằng tức là bi la ná, thứ hai nữa có nghĩa là gì, thứ hai nữa có nghĩa là sankhata ha, sankhata là gì, sankhata có nghĩa là quá khứ phân tử nha, là được tạo tác, được trợ duyên, hay được gọi là pháp hữu vi đó, sankhata tức là pháp được trợ duyên. Còn asankhata có nghĩa là pháp vô vi, tức là pháp không có điều kiện mà tác tạo, tức ám chỉ là niết bàn. Vì chính vì do gọi là nó có điều kiện, gọi là nó có nhân sanh, và nếu mà cái nhân sanh mà nó không có hội tụ như vậy thì nó sẽ không có khởi sanh được, thì đồng nghĩa rằng tức là nó diệt mất. Cho nên chính vì do cái bản chất có nhân sanh nhân diệt như vậy, cho nên là nó có điều kiện, chứ không phải là không có điều kiện mà nó tự khởi sanh được. Hoặc như là do có một cái thực thể, có một cái tánh biết, hoặc như là có cái thần thức là bên trong đó có thể mà điều khiển khiến cho nó thoát được khỏi cái sự đau khổ, thì không có nha. Đấy. Cho nên chính vì do gọi là nó bị chi phối bởi nhiều cái yếu tố ngoại trần, nhiều cái yếu tố gọi là duyên trở tạo, cho nên mới được gọi là đúng khá. Cái nghĩa thứ ba nữa là gì? Cái nghĩa thứ ba nữa tức là Santapa. Santapa có nghĩa là gì? Santapa có nghĩa là sự thiêu đốt nha. Chính do cái bản chất gì, chính do bản chất nó là một cái tổ hợp vay mượn nhỉ? Rồi bắt đầu là tổng hợp bởi nhiều cái thành tố nó cấu thành mà nên. Ví dụ như chúng ta biết rằng đối với y khoa ha, thì mỗi giây đồng hồ như vậy hơn 3 triệu tế bào nó hoại diệt liên tục như vậy trong cơ thể của con người, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái gì, không có cái gì mà gọi là nó tồn tại quá 1% của giây ở trong cái cơ thể mà vật chất này, chứ huống chi là cái trạng thái tâm lý nữa. Đấy. Cho nên là luôn luôn nó bị tác động, nó bị chi phối nha, luôn luôn nó bị thiêu đốt bởi gì, bởi do ví dụ như là vật chất thì là do cái gì, cái cơ thể vật chất thì do đâu, ví dụ như bây giờ mà không ăn thử coi thì các vị có sống được không, các vị không sống được. Ví dụ như một ngày mà các vị mà không có tiếp thu những cái nguồn năng lượng đó, anh chỉ là từ từ thực thực phẩm đó, hoặc dưỡng chất, nước uống, hoặc tất cả những cái khía cạnh nào đó, chúng ta có thể là thông qua cái đường 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 miệng, hoặc như là chúng ta tiêm vào, chúng ta chích vào, hoặc chúng ta thẩm thấu qua da, vân vân, thì cái đó đều gọi là khía cạnh, tức là chúng ta phải nương tựa, phải sống mà nhờ vào những khía cạnh gọi là dưỡng chất bên ngoài. Rồi nhiệt độ nóng của chúng ta có chịu nổi không, không. Cho nên là luôn luôn chúng ta cái cơ thể vật chất là luôn luôn bị tác động, là luôn luôn bị chi phối, luôn luôn bị thiêu đốt bởi những cái khía cạnh như vậy. Còn cái khía cạnh về tâm lý như thế nào, chúng ta có bao giờ chúng ta sống chỉ ngoại trừ những vị mà gọi là chứng đắc thiền thôi, là bắt đầu an trú trong cái trạng thái gọi là tạm thời vắng lặng các triền cái. Chứ còn bằng như thì đối với mà gọi là phàm phu mà gọi là không có chứng thiền đó, thì chúng ta sẽ biết rằng đó là chúng ta luôn luôn bị thiêu đốt, luôn luôn gọi là bị tác động bởi những cái phiền não nó xúi giục chúng ta trong suốt 24 giờ trong ngày, ngoại trừ 8 tiếng chúng ta ngủ thôi. Nhưng chúng ta biết rằng đâu phải là ngủ là cứ 8 tiếng vào là chúng ta ngủ liền, chúng ta còn có những cái giai đoạn mà gọi là trằn trọc rồi lo âu, rồi bắt đầu chỉ tầm khoảng là vài tiếng đồng hồ thôi, gần lúc sáng rồi bắt đầu mới chìm sâu vào trong giấc ngủ như vậy, tức là sau khi mà cơ thể nó đã đuối mệt rồi. Đấy. Cho nên chúng ta sẽ biết rằng đó là trong cái lúc mà chúng ta mà miên man rồi mơ tưởng kiểu đó thì nó vẫn khởi sanh, cái trạng thái tâm lý vẫn bị tác động với phiền não, nhưng mà rất là ít, nó rất là nhẹ. Đấy. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng đó là suốt một ngày như vậy đó là chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi nhiều cái nhiều nhiều, nhiều khía cạnh bên ngoài. Bên ngoài ở đây không phải là bên ngoài cái cơ thể đi nha, ám dĩa tức là những tác nhân, những cái tác nhân mà ngoại vi đó, ám dĩa tức là phiền não nè, rồi bắt đầu những khía cạnh bên ngoài, rồi cái
Cái ý nghĩa mà thứ tư nó có nghĩa là gì? Cái ý nghĩa thứ tư là Vipariṇama đấy. Vipariṇama 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 như vậy chúng ta đã đã cho biết là bốn cái ý nghĩa. Vipariṇama có nghĩa là sự biến đổi, sự thay đổi, sự biến ngoại. Giống như cái từ Vipariṇama đúc khá này. À, để thiếu chữ má nha. Chính do cái gì? Chính do cái sự áp bức, chính do gọi là nó do nhiều cái điều kiện mà trả tạo. Nó không phải là có một cái thực thể nào. Nó không phải là muốn tự sanh là tự sanh. Nó không phải là tự nhiên sanh. Ha. Đấy. Rồi chính do mà tác động nhiều như vậy cho nên nó bị thiêu đốt mà. Và thiêu đốt như vậy thì đồng nghĩa tức là cái gì? Là nó thay đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác. Không có vạn vật ở đời, không có cái tình trạng nào gọi là tồn tại trong 1% của giây cả. Luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến chuyển. Ngay cả các đơn vị mà phân tử, các đơn vị gọi là nguyên tử ha, là nhỏ nhất rồi đó nha. Mà cũng luôn luôn gọi là thay đổi, luôn luôn dao động nha. Luôn luôn gọi là chuyển hóa từ một trạng thái này qua trạng thái khác. Chứ không có bao giờ bị đứng yên cả. Rồi thì chúng ta đề cập về cái thứ hai tức là sống Buddha giác, thì chúng ta đề cập là ba cái khía cạnh ha, tức là tanh ha, kama tanh ha, báo quá tanh ha và quý báo quá tanh ha. Cái báo quá tanh ha ở đây đó, chúng ta phải hiểu là cái gì, tức là cái sự tham ái và trong sáu cái trần cảnh, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, kama. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng ám chỉ tức là cái gì, là cõi giới nha. Ừ. Tức là cõi cõi dục đó. À, có cõi dục, những khía cạnh với vật dục và cõi dục luôn đó, tức là kama, kama quá thú cũng như là kama bumi đó. Ừ. Tức là sự ái luyến trong sáu cái trần cảnh liên hệ đến cái sự mà hưởng các trần cảnh, cái dục lạc đó. Còn báo quá ở đây có nghĩa là gì? Tức là sự tham ái cũng vào trong sáu trần cảnh luôn. Bởi vì sao? Cái sự tham ái này đó là đều nhắm vào cái đối tượng đó là sáu cái trần cảnh, nhưng mà tùy theo cái cường độ và tùy theo gọi là cái quan điểm nhận thức. Ví dụ như đối với cái báo quá tâm ha này, cái gì thì cái cũng là cái sự tham ái vào trong sáu trần cảnh, nhưng mà nó kèm theo cái gì? Nó kèm theo có một cái ý niệm cho rằng có một cái thực thể, có một cái thực tánh, có một cái tánh biết, có một gọi là có một cái tự ngã, có một cái linh hồn, có một cái gì đó mà gọi là nó tồn tại và nó sẽ được gọi là bừng sáng một cách gọi là tự đột ngột như vậy, hoặc như là tự giác ngộ một cách đột ngột như vậy, thì theo cái khía cạnh như vậy ha. Cho nên cái báo quá đó mà phân theo chú giải trong Samyutta Nikaya giá thì phân ra là năm lần. Tức là báo quá ở đây anh chỉ tức là cái gì, tức là bao gồm luôn cái Kamaraga. Ở đây chúng ta mở ngoặc ra thêm đó này, mở ngoặc nhiều quá thì rồi mở ngoặc nhỏ đi nha. Chúng ta sẽ chúng ta sẽ có là Kamaraga, 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 rồi cái gì nữa? Cha nó xong rồi tiếp. Cha nó Sát Ma Tí. Chà nó xem là Tí. Tí A hả? Nó xem là Tí rồi cái gì nữa? Sát đi Tí hả? Sát. Rồi chúng ta còn cái gì nữa? Bát tít sòn hàn, bát tít tầm hàn, bát tít tầm hàn, Janasana, Bát Janasana. tít tạ hai gì cô đọc năm cái rồi. Kamaraga là một nè, Pawaraga là hai nè, Vipawaraga là ba nè, rồi cái gì nữa? Janasana Sama. bát tít là anh chị gì? Là ái luyến trong cái sự mà gọi là ưa thích trong cái vấn đề mà thiền lạc, à, chứng đắc trong thiền lạc là bốn. Rồi cái gì nữa? À xin lỗi xin lỗi xin lỗi Sát xin lỗi cái này phải là rupa chứ, xin lỗi tam nhầm 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 cõi rồi riết rồi nó ra vậy luôn đó. Arupa đấy, kamaraga, ruparaga, aruparaga, rồi cái gì nữa? cuối cùng Rồi là năm rồi đúng không? dạ đúng rồi. À, nhắc nhắc từ trên đây luôn nha. Đấy, cho nên nó ở đây tức là cái gì, ba cái giai đoạn trên, ba cái trên này tức là cái gì, tức là cái sự ái raga có nghĩa là cái gì, cái tanha có nghĩa là sự khát ái. Ừ. Có nghĩa là sự khao khát. À.
Còn cái ra ghé ở đây tức là cái gì? Từ sự đắm nhiễm, sự dính vào. Tức sự dính vào cái gì? Sự dính vào cõi cõi dục, cõi xin lỗi, cõi dục nữa ha, cõi sắc nè, và cũng như là cõi vô sắc nè. Ám chỉ ở đây ba cái cảnh này, ám chỉ ra ba cái cảnh hữu đó, tức là cõi giới sự sanh về đó. Bởi vì sao? Vì rằng họ có một quan điểm tức là sắc sắc tá, họ có rằng có cho rằng có một cái thực thể, có một cái thực tánh, có một cái linh hồn và có một cái tánh biết gì đó nhỉ, mà có thể là trôi lăn và trải qua một thời gian dài là bắt đầu nó sẽ được tự bừng sáng vân vân đó, thì nó kèm theo cái gì, cái thường kiến này. Chính nhờ cái thường kiến cho nên họ mới tin về cái gì, họ tin về đời sau và kiếp kế ha, vân vân đấy, cho nên họ mới có cái sự ái luyến vào trong gì, trong cái các cõi mà cõi dục ở đây ở anh chị, tức là các cõi vui dục giới đó, bao gồm là cõi người và cũng như sáu cõi trời dục giới đó, và cũng như là có các cõi mà cõi cõi phạm thiên sắc giới cũng như các cõi mà phạm thiên vô sắc như vậy. Chính do họ còn cho rằng tức là gì, có một cái thực ngã trong đó, cho nên họ mới làm phước, họ mới làm những cái điều thiện như vậy để mong về, mong cầu được hưởng những cái quả lành trong đời sau kiếp kế đó. Hoặc giả dụ như là cái gì, khi mà họ chứng thiền ở trong cái đời sống người hiện tại như vậy đó, thì họ lại vui thích đắm nhiễm, thỏa mãn, hài lòng và dừng lại trong những cái tình trạng tức là nhập vào trong các tầng thiền như vậy, rồi bắt đầu là gìn giữ cho nó tồn tại cho đến khi mà gọi là mệnh chung, rồi nhờ vào đó, nhờ vào cái năng lực của cái tầng thiền mình chứng đắc như vậy, cho nên mới sanh về những cái cõi giới mà tương xứng như vậy. Ví dụ chứng đắc gọi là đệ nhất thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tứ thiền, đệ ngũ thiền, theo mà tạng vi diệu pháp thì như vậy, để sanh về trong một trong bốn cái cõi mà của sắc giới này, rupa raga này, cho nên nó có sự liên kết với nhau nha. Đấy. Còn riêng mà cái quý bá quá này ha, quý bá quá này chúng ta chỉ đề cập một cái khía cạnh thôi, tức là cái gì, cũng là cái sự tham ái trong các trần cảnh, nhưng mà chỉ liên hệ đến cái uchiha đi khí, uchiha đá nha, là thôi đi khí luôn đi chứ, sao sao ta đi khí. Họ vẫn có cho rằng cái gì, có một cái thực ngã bên trong này. Vì rằng không phải là cho dù cái chúng sanh mà gọi là nó có chủ nghĩa duy vật, nó có tin cỡ nào đi nữa, thì họ cũng phải biết rằng thì họ sống, họ vẫn có cái trạng thái tâm lý, họ vẫn nghe, họ vẫn ngửi, họ vẫn thấy, họ vẫn nếm, họ vẫn đụng được, họ vẫn biết rằng cái gì đó là cái gì, cái tiến trình của tâm lý. Cho dù họ có phụ bác cỡ nào thì họ vẫn phải biết như vậy, nhưng mà họ lại có quan điểm cho rằng là cái gì, là chết là hết, ở đời này không có gì thiện và ác gì cả, tất cả là đều gọi là do nó ngẫu nhiên mà nó có như vậy thôi. Ví dụ như cái vấn đề mà sanh ra đời như vậy, nó là cái việc mà gọi là cha mẹ, rồi bắt đầu đó là không do cái sự tham ái là gần với nhau, rồi bắt đầu mới gọi là mới sanh ra mình như vậy, chứ không có ân đức gì cả. Rồi cái hành động thiện này cũng không có cho quả trong đời tương lai gì cả. Đấy. Chấp nhận như vậy, quan điểm sống như vậy. Rồi có đôi khi đó họ không có đủ trình độ, cũng như là không có đủ mà gọi là cái khả năng mà thấy được những cái điều mà kỳ diệu ha, thì bắt đầu họ sẽ phản bác hết, họ cho rằng tức là không có các cõi khổ, không có địa ngục, không có cái gì cả, ở đời này sống là cứ 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 cứ, cứ thuận thôi, tự nhiên, rồi bắt đầu nó gặp được cái chuyện này, gặp được chuyện kia, ngay cả cái thái độ mà gọi là cho rằng có cái định mệnh đó, ha, cái đó là quan điểm của nghiệp đó, cái gì cũng là nghiệp như vậy đó, không khéo có đôi khi nó lại rơi vô cái gì, cái định mệnh, tức là có một cái đứng mà ở bên trên và nó sắp đặt an bài đó. Thường chúng ta nói hay cái gì nghiệp mà đó, cho nên lắm lúc nó sẽ rơi vô cái gì sasatha đó, rồi chúng ta cái hai rồi đúng không, bây giờ chúng ta qua cái ba. Ba là gì, ba là gì, niro đó, vậy cho nên là không có thấy mặt mũi của các vị, cho nên là không có biết. Rồi, Nirodha ở đây ám chỉ tức là cái gì? Nirodha tức là Nirodha Arya-sat-chá nha, gọi đủ tức là Nirodha Arya-sat-chá, tức ám chỉ tức là cái gì? Tức là cái chân lý mà được chư vị thánh nhân để giác ngộ về khía cạnh, tức là cái gì? Là đối tượng của đạo và quả, tức là Niết bàn này. Là cái trạng thái gọi là vắng bạch. Như vậy chúng ta phải ghi bốn cái nghĩa của Samudaya trước đã ha. Phía trên đúc khác chúng ta có bốn rồi nè, chúng ta chưa 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 chúng ta phải ghi cái này trước đã. Đấy. Rồi, đối với mà Samudaya như vậy thì cái nghĩa đầu tiên sẽ là cái gì? À, Yuhana nha. Samudaya ở đây có mang nghĩa rằng tức là Yuhana. Yuhana có nghĩa là gì? Tức là sự tích trữ, sự huân tập. Vì rằng cái Samudaya này anh chỉ tức là
tham ái cái tâm ha, tức là khát ái đi ha, mà khát ái ở đâu, khát ái vào trong những ba cái cảnh, tức là kama phá quá và quý phá quá, tức là khát ái vào trong sáu cái trần cảnh mà có liên hệ đến gọi là phiền não, rồi có liên hệ đến quan niệm tà kiến nữa. Thì cho dù đó, thì cho dù ở một khát ái hình thức nào đó, từ là thô hoặc tế hoặc như là khát ái mà trong cái sự mượn là đối với những chúng sanh ở cõi thấp, hoặc như đối với khát ái đối với những chúng sanh ở cõi cõi cõi, cõi cao ha, tức là các vị mà chư thiên thiên sắc giới cũng như phạm thiên bồ vô sắc giới như vậy, thì tất cả các vị đó đó, thì cho dù đó cái khát ái được 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 hiển lộ, được phát khởi mà ở trong tâm, ở ra lời hoặc như là ra ngoài hành động, thì tất cả cái cảnh đó đều gọi là tạo tác ra cái gì, tạo tác ra nghiệp, tạo tác ra cái hành đó, hay được gọi là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đó, hay được gọi là phúc. Tại vì cái phúc hành và bất động hành chúng ta gộp chung lại, tức là cái gì, là thiện nghiệp. Hay được gọi là cái hành, ở đây chúng ta phải hiểu là cái gì, sankhara có nghĩa là cái gì, là sự tác tạo, sự tác tạo thiện rồi sự tác tạo bất thiện, đó là bất động hành, cái gì, phi phúc hành chứ, apunya visankhara nhỉ. Đó, cho nên là đều mang nghĩa cái gì, tích trữ. Tích trữ cái gì, tích trữ cái hạt, cái chủng tử của nghiệp đây này, và khiến mà trôi lăn trong vòng tử sanh luân hồi. Rồi cái nghĩa thứ hai nữa, cái gì, nghĩa thứ hai đó là nidana. Nidana, nidana thì mang nghĩa là nguồn gốc ha. Nguồn gốc em chỉ tức là cái yếu tố mà làm khởi sanh cái gì, khởi sanh cái đau khổ này, chính do ayuhana, tức là tích tập cái gì, tích huân tập rồi tích trữ cái gì, tích trữ những cái ác nghiệp thiện nghiệp như vậy, thì chính do còn tích tập còn 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 tích trữ. Thì khi mà ví dụ như mà do gọi là phiền não, cái samudaya này được gọi là phiền não luân đó, thì chính do cái phiền não luân này, cái lìa sáu quá tá này ha, cho nên mới mới trở, nó mới tạo ra cái nghiệp luân ở trong mà thập nhị nhân duyên. Và khi mà trở sanh ra cái nghiệp luân nghĩa, tức là tái sanh ra hiện tại như vậy, có thân tướng là vân vân nghĩa, thì lại có bằng lòng không? Xin lỗi, là cái điều kiện mà gọi là để trở sanh, gọi là cho nghiệp luân ha. Nghiệp luân ở đây em chỉ tức là cái gì, phúc hành và tức là hành thiện và hành bất thiện đó, hoặc như được gọi là cái gì, cái nghiệp hữu đó ha, karma quá đó. Chính do cái hành động mà thiện và bất thiện như vậy, nó sẽ cho quả trong tương lai vậy. Tới đây được gọi là quả luân đó. Cho nên cái chữ mà samudaya thì chúng ta phải hiểu ở đây, tức là đồng nghĩa với cái gì, đồng nghĩa với lại cái lê xá quá tá nha, tức là phiền não luân. Chính do cái phiền não luân này cho nên nó mới khiến tạo ra nghiệp, mà chính do nghiệp cho nên mới tạo ra quả, mà trong cái quả như vậy là có chúng sanh có dừng lại chưa chưa trong cái vấn đề mà gọi là khi mà được tái sanh làm người rồi, có thân tướng đầy đủ như vậy, hưởng được các quả lành, bắt đầu lại đắm nhiễm trong đó, lại tầm cầu, lại huân tập, lại đầu tư cho vấn đề gọi là thụ hưởng trong các trần cảnh nữa. Các vị thấy ở đời không, từ 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 nhỏ, từ bé, trước khi mà sanh ra ở trong bụng mẹ, thì chúng ta cũng được rao giảng, cũng được ru ngủ bằng những cái bài thơ, bài ca, rồi những cái gì về gọi là tình yêu, tình thương, rồi bắt đầu cái sự ái luyến với nhau vậy. Khi mà sanh ra rồi bắt đầu ra là sống trong cái môi trường, tức là cái gì, luôn luôn tất cả những khía cạnh văn hóa, chính trị, địa dư, cái gì họ cũng là đề cao, gọi là phát triển cái khía cạnh cái gì, hưởng dục, thụ hưởng sáu cái trần cảnh này, và tạo ra nhiều cái vật chất để hưởng thụ. Như vậy bị cuốn trôi, bị trôi lăn trong cái guồng, gọi là cái guồng máy mà gọi là hưởng thụ và tạo trữ, tích trữ như vậy, thì sẽ tạo ra những cái ác nghiệp thôi, những cái thiện nghiệp như vậy. Ayuhana tôi mà nghĩ là tức tập đó, tạo ra đó. Và tạo ra như vậy tức là cái gì? Tức là cái nguồn cội mà khởi sanh ra khổ. Còn tạo ra là con khổ thôi à. Cho những cái hình thức thấp hay hình thức cao thì cũng đều là khổ cả. Rồi cái nghĩa thứ ba nữa là cái gì? Cái nghĩa thứ ba nữa, chúng ta dùng cái nghĩa đó là sanh vô gán nha. Sanh vô gá có nghĩa là gì? Sanh vô gá ở đây có nghĩa là sự trói buộc nha. Sự trói buộc, sự trói buộc, sự ràng buộc. Trói buộc ràng buộc ở đâu? Vì ràng đó vẫn còn, tức là khi mà quả luân có rồi, chúng sanh có dừng lại không, không là bắt đầu đã khởi sanh lên những cái phiền não ngủ ngầm nữa. Khi môi trường nó thích hợp nha, khi thấy cảnh đẹp, khi thấy sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, là bắt đầu là những phiền não nó khởi sanh nha. Do cái sự mà không có biết được rằng đâu là thiện, đâu là bất thiện, và điều nào nên và không nên nha, cần phải làm gì khi mà được có cái nhân lành, tức là cái quả lành, tức là được tái sanh làm người như vậy mà không biết trân quý, rồi không có cơ duyên được tiếp cận được thiện tri thức như vậy, không được nghe được giáo lý của Đức Phật vậy. Cho nên đó thì lại đắm chìm trong vấn đề gọi là hưởng thụ và tạo trưởng nghiệp nữa, mà kèm theo cái gì, cái sự thấy sai chấp lầm được.
cho rằng là tôi đây là tài sản của tôi, vân vân vậy. Rồi tiếp tục lại tạo ra cái là phiền não luân, rồi bắt đầu nó trở cho nghiệp luân vậy. Rồi nghiệp luân đấy sau này sẽ cho ra quả luân nữa, rồi bắt đầu cứ trôi lăn nữa vậy. Cho nên sanh vô giá là anh chỉ là trói buộc ha, trong cái vòng tử sanh luân hồi. Rồi kế tiếp nữa tức là Pali Bồ Đề. L có chấm dưới em từ từ cái vị chờ xíu. Đi Bồ Đề. Oh, sorry. Cô. Rồi như vậy là không có chấm ha. Không có chấm. Rồi. Quy suốt đêm mất cá đây. Cô chia đã với tất cả Ayuana đi ra đó. Rồi, nếu mà các vị muốn đọc thì có thể các vị có thể là coi ở trong Quy suốt đêm mất cá mà đoạn 144 ha, 144. Ừ, đoạn 144. Cũng có đề cập về những cái khía cạnh này. 144. Ta đang là đang ở đâu? Buddha Đức Tý hả? Buddha Đức Tý cũng có đề cập đến luôn, nhưng mà để chỗ này Buddha đi bộ đã tất khá sang dù nhé. Chúng ta có cái đây đây đây, chúng ta xuống nhưng mà nhà nó đã sẵn nấu với sữa đi, nhà nó đã sẵn nấu với sữa đi là viện hai ha, nhà nó đã sẵn nấu với sữa đi viện hai. Nhà nó đã sinh ra với sự đi như vậy, chúng ta vào trong cái phần gọi là đi thiết với sự đi đưa ở đây chứ. Rồi Bali Bồ Đề đây, ở đây là trình nghiêm trong Patisamvita Makya đó hả, đúng khá ở đây là, sẽ là mang bốn cái nghĩa như vậy. Pilana là sankhata, santapa, viparinama. Đấy. Rồi Sambuddhaya cũng sẽ là bốn nghĩa. Tức là Ayuhana, Nidana, Sangyoga và Adipoda. Niroda cũng mang bốn nghĩa luôn. Bốn nghĩa đó là gì? Tức là Nisarana, Viveka, Asankhata và Amata. Adipoda rồi, ok. Rồi bây giờ tên Niroda. Đây chúng ta ghi bốn bốn cái nghĩa trước cái đã. Giữa đây chúng ta sẽ ra Nirodha tức là Nisarana nha. Nirodha có nghĩa là gì? Tức là Niết Bàn đó ha. Và Nisarana có nghĩa là gì? Rời khỏi, tách ly, xuất ly. Rời khỏi cái gì? Tách khỏi cái gì? Tách khỏi ngũ uẩn nha. Thế khi nào mà còn cái sự mà liên hệ, dính dấp, cho dù hình thức là thô hoặc tế, từ cái cõi mà cõi thấp cho đến cõi cao vậy. Cho dù chúng sanh gọi là có thể mà loại trừ gọi là cái gì, đắm chìm trong gọi là thoát khỏi được những cái cõi khổ, những cái cảnh khổ mà trong cái các cái cõi khổ như là địa ngục ha, được tái sanh làm người thì họ chỉ là thoát một cách tạm thời mà thôi. Nhưng mà tái sanh làm người họ có khổ không? Khổ chứ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ mà. Rồi so với là những chúng sanh mà trên cõi cao hơn nữa, các vị mà chư thiên phạm thiên thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cõi người nó ô uế như vậy. Nhưng mà các vị mà chư thiên phạm thiên có khổ không? Khổ chứ, vẫn phải trôi lăn, vẫn phải là thụ hưởng trong cái dục như vậy. Rồi ngay cả các vị mà phạm thiên mà sắc giới do cái sự mà nhàm chán và các vị phạm thiên mà vô sắc giới đó, do cái việc mà nhàm chán và cái sắc và do cái việc mà nhàm chán và các rupa này, chúng ta xài cái từ sắc chúng ta rất quen rồi ha. Và cái từ sắc các vị biết rằng cái gì, nó chỉ mang cái nghĩa tức là cái hình sắc mà thôi, nó là một chỉ gọi là trong trong sáu cái trần cảnh mà thôi. Còn khi mà chúng ta nói về gọi là sắc pháp thì chúng ta phải hiểu rằng anh chỉ đó là cái gì, toàn bộ những cái khía cạnh vật chất. Nó xài riết rồi bắt đầu quen như vậy thôi. Rồi, Nisarana có nghĩa là rời khỏi, là xuất ly hay là tách khỏi thì ngũ uẩn ha. Cái nghĩa thứ hai nữa là gì? Cái nghĩa thứ hai nữa là Viveka. Viveka.
Quý quê cá thì chúng ta có ba cái loại quý quê cá ha, quý quê cá, Paris quê cá, chúng ta có hai hình thức viết như vậy. Thân viện ly ha, ca giáo quý quê cá hoặc ghi chép tá quý quê cá phải không? Upa điếu quý quê cá. Thì ca giáo quý quê cá tức là cái sự mà tách rời, cái sự mà viễn ly, cái sự mà xa vắng bằng cái việc tức là thân nó không liên hệ, không dính dấp. Thì cái vấn đề gọi là tụ tập bè bạn mà sống cái đời gọi là độc cư viễn ly như vậy, là sống sống một mình mà với cái mục đích nha, chứ không phải là sống mà gọi là nương náu hoặc như là sống mà trốn tránh rồi bắt đầu là sống mà gọi là mong rằng có một cái nơi gọi là để nghỉ dưỡng an tịnh như vậy trong khoảng thời gian mà gọi là mình sống bôn ba ngoài đời rồi bắt đầu mình chật vật rồi bây giờ mình cần một cái chỗ gọi là để thanh tịnh sống lại thì cái kiểu mà gọi là bỏ phố về rừng đó. Thế thì bây giờ có những cái trào lưu như vậy bỏ phố về rừng đó. Tức là về đó nhưng mà hưởng thụ theo cái cách gọi là nó thanh tao hơn, trà đạo nè, tranh thơ nè, rồi bắt đầu là sống gọi là hòa mình với thiên nhiên, rồi trồng cây trồng cỏ, rồi bắt đầu là trồng những cái loại mà rau gọi là organic, rồi bắt đầu đó là rau mầm rau gì ăn như vậy cho nó khỏe, cho sức khỏe như vậy, họ cũng đắm chìm cho cái vấn đề cái gì thụ hưởng. Cái nhu cầu gọi là bây giờ nó không có nặng nề, nó không có bị đắm chìm giống như ngày xưa thôi. Bây giờ một cách gọi là tự mình đánh bóng, tự mình nâng mình ở cái địa vị tức là thanh cao, nó tao nhã như vậy. Rồi bắt đầu kết hợp với một chút gọi là cái yoga, rồi bắt đầu là thiền, ngồi đó mà bắt đầu là quán cái này suy cái kia vân vân đấy. Thì cái đó chúng ta để ý nha, để ý coi chừng cái đó chỉ là mới cái vấn đề gọi là chúng ta lánh thôi chứ chưa được gọi là cái từ mà gọi là thân viễn ly. Theo cái ý nghĩa mà trong chú giải nha. Còn cái tâm viễn ly thì hoàn toàn rồi. Cái tâm viễn ly ở đây tức là cái gì? Cái án chỉ từ mà gọi là từ cái thái độ mà từ cái trạng thái mà định gọi là Upacara Samadhi đã viễn ly rồi, đã tách rời rồi, đã Vikkhampana Bahana rồi, đã loại trừ một cách gọi là tạm thời áp chế năm cái triền cái, năm cái chướng ngại rồi, Nivarana rồi. Nhưng mà chưa có hoàn toàn thôi. Cho đến khi mà Upacara, cho đến khi mà Appanna Samadhi tức là cái định mà gọi là an chỉ đó, tức là cái định mà là kiên cố đó, khi mà khởi sanh nữa ta an chỉ là trạng thái sơ thiền đó, thì lúc đó là năm cái triền cái hoàn toàn là vắng bạch luôn theo cái cảnh tức là Vikkhampana Bahana rồi. Nhưng mà cái đó cũng chỉ là một cái hình thức gọi là để tại vì chúng ta khi mà đề cập về cái khía cạnh gọi là đoạn trừ đó, chúng ta có biết không, Nirodha này chúng ta sẽ có năm cái khía cạnh Nirodha này, này. Biết riết bây giờ biết biết như thế nào nữa, dấu thì bây giờ cũng lấy dấu này rồi. Bây giờ thì chắc giấu sao ha. Rồi năm cái Nirodha tức là cái gì? Vikkhampana. Vikkhampana Nirodha. Thứ hai nữa tức là cái gì? Tadangga Bahana. Tadangga Nirodha Tadangga. Rồi thứ ba nữa là gì? Samuchcheda. Thứ tư nữa tức là Patipassadi nha. Thứ năm tức là cái chú Nisarana nha. Nisarana. 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 Đấy. Nisarana Niroda. Tức là Vikkhampana ở đây cái gì? Vikkhampana Niroda. Niroda nghĩa là sự diệt nha. Tức là cái sự mà diệt tắt, cái sự mà dập tắt, cái sự mà tắt lìa. Nó cũng đồng nghĩa với cái từ diệt Bahana nha. Bahana. Đấy. Bahana có nghĩa là gì? Quá khứ phân tử nha, mang nghĩa là tức là đã đoạn tận, đã tiêu diệt, đã loại trừ, đã tận diệt. Đấy. Và tận diệt thì bằng cái năm cách này. Thứ nhất tức là cái gì? Vikkhampana, tức là bằng cái cách gọi là áp chế, đè nén. Tức là dùng cái trạng thái gọi là định tâm kiên cố như vậy. Để khắc chế những cái khía cạnh gọi là chướng ngại. Chướng ngại ở đây tức là cái gì? Tức là những cái pháp mà phiền não mà thông thường thì chúng sanh sẽ bị chi phối, khiến mà chúng sanh đó là không có cái cơ duyên, hoặc như là không có cái điều kiện mà để có thể là tu tập, hoặc như là hướng đến cái sự mà chứng đắc thiền định và đạo quả cũng như là các thiện pháp khác, mà nó sẽ là những cái yếu tố mà là nhẫn chìm chúng sanh tiếp tục là tạo ra những cái ác nghiệp rồi bắt đầu hưởng thụ rồi tạo ra ác nghiệp như vậy để kéo dài cái vòng tử sanh luân hồi vậy. Đấy. Cho nên Vikkhampana tức là cái gì? Cái tình trạng gọi là làm vắng lặng những cái khía cạnh mà gọi là bất thiện đó, thay thế bằng những trạng thái tâm thiện mà liên tục trong, tức là an trú trong một cái đề mục liên tục như vậy ha, khiến mà gọi là tâm gọi là an trụ kiên cố như vậy. Đấy.
anh chị, tức là apana samadhi rồi. Right. Cái thứ hai nữa tức là như ta đăng gá niro đó, tức là cái sự đoạn diệt bằng cái việc đó là tăng tăng cộng ăn gá đó. Ăn gá tức là ăn gá tức là một phần nhỏ như vậy. Anh nghĩa rằng tức là cái gì, cái sự đoạn tận đoạn trừ bằng cái việc tức là cái gì, khởi lên cái sự mà hiểu sai, tức là khởi lên cái việc mà là cái minh sát trí đã thấy rõ hiểu đúng cái tình trạng của nama và rupa. Thì khi đó đó thì cái vị hành giả đó không có còn cái quan điểm cho rằng đó là tôi đang ghi nhận và đây nó là cơ thể của tôi, đây là thân của tôi, đây là thọ của tôi, đây là cảm giác của tôi, vân vân. Đấy. Cho nên trong cái lúc đó vị nó loại trừ được cái gì, cái tà kiến chấp cho mượn lại trong cái ngũ uẩn hay được gọi là sắc kaya cho đi thí đó, tức là thân, tức là cái tà kiến mà liên hệ đến thân đó, thân mà chúng ta đừng có hiểu rằng cái thân ở đây anh chỉ là vật chất nha, bao gồm luôn cả mà vật chất và tinh thần đấy. Đấy. Cho nên khi nào mà minh sát trí mà khởi sanh lên như vậy đó, tức là từng sát na minh sát trí mà khởi sanh lên như vậy đó, thì đồng nghĩa là lúc đó là sẽ vắng lặng những cái trạng thái gọi là bất thiện vậy. Khi nào mà thiện có mặt thì chắc chắn là bất thiện sẽ không có mặt. Vì rằng thiện và bất thiện cũng giống như là bờ bên này và bờ bên kia của biển như vậy, hoặc bờ bên này bờ bên kia của sông như vậy. Rồi cái samuchchedá ở đây có nghĩa là gì? Tức là sự đoạn tận, sự tận diệt. Anh chị cho nghe, anh chị tức là sự diệt tận mà bằng bằng cái tâm thánh đạo ha, tức là mắt gác mắt cái nhà đó, từ cái trí đạo đó, sát trừ đoạn tận hoàn toàn, không còn khởi sanh trong tương lai được. Cái quyết khambana này nè, tức là chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Nếu mà bị đó duy trì rồi bắt đầu ra là ví dụ như chứng đắc mà đệ nhất thiền sắc giới rồi bắt đầu là duy trì an trú và liên tục, mà như vậy, nhưng mà các vị biết rằng đâu phải lúc nào chúng ta cũng an trú và thiền, cũng phải là xuất khỏi đó rồi bắt đầu đi bát, rồi cũng phải quét dọn, cũng phải tắm rửa, rồi cũng phải hành Bồ Tát, rồi cũng đủ thứ hết vậy đó. Cho nên là trong những cái lúc mà đi làm như vậy, có đôi khi đó là tâm chúng ta mà không khéo, có đôi khi là phiền não có thể khởi sanh, mà khiến mà phiền não mà khởi sanh nhiều như vậy, khiến tâm bị đó không khó mà trở lại cái trạng thái định mà bị đó để chứng đắc. Ừ. Cho nên cái quyết khambana tức là một cái trạng thái tình trạng, tức là nó lấp liếm như vậy thôi, giống như như là mà đá mà đè cỏ như vậy thôi, tức là chỉ nâng nhẹ cái tảng đá, hoặc như có một cái gì gọi là gió, hoặc như là đất, hoặc như là một cái viên đá khác mà nó lăn mà nó chúng nó đẩy cái viên đá này đi thôi, bắt đầu cỏ nó sẽ mọc lại liền. Còn ta đăng giá tức là cái gì, là loại trừ từng từng cọng từng cọng từng cọng như vậy. Nhưng mà biết tới bây giờ mới hết một cái đám rừng như vậy. Còn samuchchedá đá tức là gì, một khoảng rừng luôn, một khoảng rừng luôn, một khoảng luôn, nhưng mà không có hết khu rừng, mà không phải là chỉ có là từng cọng theo kiểu mà bứt cái ngọn rồi bứt cái thân thôi, mà nó vẫn còn cái rễ. Samuchchedá đá đồng nghĩa rằng tức là gì, là đào luôn cả cái phần mà rễ của cái đám cỏ đó luôn, trong một khoảng rừng lớn như vậy. Ở đây em chỉ tức là cái gì, vì rằng có bốn cái tầng thánh nè, bốn cái giai đoạn, tức là mắt gá đó, mắt cái nhà đá đó, từ mà gọi là Sotapatti mắt gá, Sakadagami mắt gá, Anagami mắt gá và Arahata mắt gá. Thì mỗi cái mà mắt giá như vậy, mỗi cái giai đoạn như vậy sẽ đoạn tận hoàn toàn những cái kiết sự, những cái phiền não tùy theo cái khả năng của cái bậc thánh nhân đó. Đấy. Rồi Patipassadi ở đây tức là gì, cái sự mà đoạn diệt mà bằng cái việc mà thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây là gì, vì rằng những cái phiền não nào mà đã đoạn tận bởi tâm thánh đạo rồi thì các tâm thánh quả nó sẽ làm cái phận sự, tức là ghi nhận biết rằng đó là những cái trạng thái mà mình đã đoạn tận rồi, nên là thanh tịnh từ đó là không còn còn sanh khởi nữa. Đấy. Còn Nisarana của thế nào? Còn Nisarana ở đây là gì? Sự xuất ly, sự xuất ly ám chỉ tới là niết bàn đó. Đấy. Và hoàn toàn vắng lặng nha. Thì cái Nisarana đồng nghĩa với cái từ Nisarana phía trên này này, xuất ly tức là vắng lặng khỏi cái gì? Khỏi ngũ uẩn này đấy. Rồi quý quê cá, quý quê cá ở đây. Ở đây chúng ta mới đề cập tới quý quê cá, tức là chiếc tám quý quê cá đúng không? Chúng ta còn u bao đi quý quê cá, tức là gì? Tức là sự viễn ly mà thoát rời khỏi cái gì? Thoát rời khỏi cái gì, việc mà dính dấp liên hệ đến ngũ uẩn, thì cái đó mới được gọi là cái cứu cánh. Cái cứu cánh mà gọi là cái đời sống phạm hạnh, được gọi là Samana-dhamma phía trên đó, chúng ta còn nhớ không? Cái Brahmacharya ở đây tức là cái gì, tức là phải hướng đến cái gì, cái sự mà viên tịch niết bàn, không còn chấp thủ, tức là không còn duyên trợ nữa, hay em chỉ tức là cái gì, Khandha-parinibbana phía trên này này, trong cái phần chú giải đấy. Rồi Nisarana Vipaka, rồi cái nghĩa thứ ba nữa là gì, nghĩa thứ ba các vị còn nghe không? Dạ còn ạ. Dạ còn ạ. Rồi asankhata, nghĩa thứ ba là asankhata, asankhata và kế tiếp là amata luôn nè. Asankhata phía trên thì chúng ta cái gì, chúng ta cái phần mà khổ đế, chúng ta có gì, chúng ta có sankhata đây này, đó là do duyên trở tạo đó, các pháp là do duyên trở tạo, mà chính do duyên trở tạo như vậy đó hả, nó bị tác động, nó bị ảnh hưởng, mà cái gì mà còn bị tác động, bị ảnh hưởng như vậy, con có sự khó chịu không? Có chứ.
Đâu có phải theo ý của mình được. Đấy. Ở đây tức là cái tình trạng tức là chính do gì? Chính do cái niết bàn này nè, niết bàn đó này nè, là cái pháp gọi là không có do duyên trả tạo, không phải là chịu ảnh hưởng bởi do nghiệp tâm thời tiết vật thực, không bị tác động bởi bất cứ một cái điều kiện nào cả. Đấy. Cho nên mới được gọi là cái pháp gọi là vô vi, tức là không có bị duyên trợ, vì là nó tách rời, nó thoát ly ra khỏi các ngũ uẩn rồi. Thì khi mà tách rời như vậy thì đồng nghĩa tức là gì? Tức là cái tình trạng cái niết bàn này em chỉ tức là cái sự mà cái bất tử ha. Bất tử chúng ta đừng có hiểu rằng tức là cái gì, là nó tồn tại ha, là nó hằng hữu không có. Niết bàn chỉ khởi sanh khi nào mà có là đạo và quả có khởi sanh thôi ha. Rồi biết cam bên đó, biết rồi. Dạ sư ơi, cái chỗ mà Patip Passadi á, là nó có hai chữ P hay là một chữ P? Chỗ năm loại á sư. Patipassadi ha, Dạ vâng. Patipassadi. Rồi bây giờ tới số Sư 4. cho con hỏi cái chỗ mà Vivekā cá là viễn ly đó sư. Cái thứ ba là gì sư duy? Con chữ Bali con không biết. Upadi đi Ca về giá, dạ, ca giá thân viễn ly, tâm viễn ly. Còn cái thứ ba là gì? mặt riết rồi bây giờ nó không biết mặt gì ở đây nữa. Nhỏ đi ha. Giá quy về cái tự ghép vô nha. Thì Dạ. ta đi. Rồi số 4. Số 4 là cái gì? Số 4 là mắt cá nha. Rồi, cái huyết hoa rồi. Mà rồi mắt ghép cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ có là bốn cái nghĩa. Mắt ghép nghĩa là gì? Mắt ghép nghĩa đen có nghĩa là con đường nha. Con đường mà có rất là nhiều từ mà anh chị nhớ là từ con đường nha, nhưng mà chỉ cái từ mà mắt ghép anh chị tức là gì? Con đường mà có là được phát khởi một cách tự nhiên, bao gồm luôn cả những cái con đường mòn trong rừng là các đại lộ ha, thì đều gọi chung là từ mắt ghép. Còn mà cái những con đường mà trong thành thị đó thì lại có cái từ khác. Cho nên cái từ mắt giá là theo cái nghĩa bằng nghĩa phổ thông ha, anh chị ta là con đường mà chúng ta phải hiểu rằng cái gì, con đường ở đây tức là cái phương pháp, cái cách thức, cái sự vận hành, cái sự vật tu tập, cái cách mà gọi là mình hàm dưỡng, mình trau dồi. Đấy. Thì mắt giá cũng sẽ có là bốn nghĩa bên đây tức là cái gì, Niyana. Niyana là gì, nghĩa nào còn nhớ? Giải thoát khỏi tam giới. Đúng rồi Niyana có nghĩa là dẫn đến, là tự từ mà đê tí đó, là Niyana đó, từ sự dẫn đến, mà sự dẫn đến cái gì, sự dẫn đến cái việc mà gọi là vừa mang nghĩa là thoát khỏi tam giới mà vừa là mang nghĩa tức là dẫn đến cái gì, chứng ngộ niết bàn luôn ha, sự dẫn đến từ trong từ đê tí đó. Nghĩa thứ hai nữa là cái gì, vì rằng đây là cái con đường mà độc nhất nha, trong cái bài kinh mà là Mahasatipatthana đó, tức là đề cập tức là tứ niệm xứ, mà tại vì rằng tứ niệm xứ là nằm ở đâu, nằm trong cái phần gọi là đạo đế đúng không, và cũng nằm trong cái phần gọi là gì, nằm trong cái phần gì, Dạ, 37 phẩm trợ đạo. chánh niệm, đúng rồi, chánh niệm trong ba bát chánh đạo đó. Rồi niyama cái thứ hai nữa tức là hệ tú. Hệ tú là dùng theo nghĩa gì? Để nào còn nhớ? Tú là nhân À, đưa là nguyên. đến Nirodha. Đúng rồi, là cái điều kiện, là cái yếu tố, là cái nhân tố ha, dẫn đến cái việc mà gọi là chấm dứt mọi khổ sanh tử luân hồi, hay được gọi là cái sự chứng ngộ. Chứng ngộ cái gì? Chứng ngộ cái pháp thứ ba là Nirodha ha. Mà Nirodha tức là Niết Bàn thì đồng nghĩa lúc đó là mắt gấp phá lá khởi sanh ha. Rồi cái nghĩa thứ ba nữa là cái nghĩa gì? Nghĩa thứ ba nữa tức là Dasana. Dasana có nghĩa là gì? Cô gì, cô Loan luôn. Dasana có nghĩa là gì? Dasana thì thấy được cái mắt gá hiệp thế và siêu thế. Rồi, rồi cái gì nữa? Này lấy vũ trụ uẩn làm đối tượng và lấy niết bàn làm đối tượng. Đúng rồi, cho cái quá trình mà tu tập ha, mới có thể là dẫn đến cái việc mà bạn tận khổ đau được.
vì rằng chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì, tất cả những khía cạnh mà chúng ta đang trình bày, tức là từ khía cạnh gọi là khổ nè, dukkha nè, samudaya nè, niroda và mắc giá, tất cả những khía cạnh đó nó đều nằm trong cái phần là sắc chánh nha ná này, cái phía dưới này này, chánh nha ná này, sao nó đọc tốt tứ được. Cái phần là sắc chánh nha ná này, tức là cái trí mà thấy rõ, thấy như thật về bốn cái khía cạnh này. Bốn khía cạnh này tức là hiểu tường tận từng ý nghĩa của mỗi pháp như vậy ha. Rồi cái cuối cùng nó là cái gì? Cuối cùng đó. Adipatayya. Adipatayya. Adipatayya có nghĩa là gì? Loan. Dạ thưa sư, là xóa toàn cái vòng sanh tử đó sư. Adipatayya có nghĩa là cái gì? Là có năng lực ha. Là hướng đạo, là cái người là làm trưởng, tức là chỉ với gọi là cái mục đích chính thôi, tức là để đoạn tận khổ đau mà thôi, để đạt đến cái là cái pháp thứ ba này thôi. Đây là Niroda. Adipati đó. Adipati á. Rồi như vậy mắt giá. Và khi mà mắt giá thì chúng ta phải đề cập đến đây chỉ lưu bốn ý nghĩa thôi. Khi mà đề cập về mắt giá chúng ta sẽ đề cập về đó là tám cái yếu tố ha, hay được gọi là Ariya Atthangiko ha, Ariya Makko ha. Tức là cái gì? Ariya Makko tên là tám cái yếu tố của con đường hướng đến sự giải thoát này. Bởi tám yếu tố đó là tám yếu tố chính ha, tám yếu tố chính mà kèm theo là những cái yếu tố còn lại ha, chứ không phải là chỉ có tám cái yếu tố không thôi, khởi sinh trong tâm đạo và tâm bản thôi nhỉ. Mà kèm phải thêm 28 cái tâm sở còn lại ha. Thì như vậy chúng ta khi mà đề cập, thì chúng ta sẽ có đề cập là tám cái gì? Tám cái ách thăng ghi cá ha, ách thá còn ăn ghi cá, tức là thuộc về, tức là bao gồm tám cái yếu tố, tám cái thành tố. Ách thăng ghi cô mắc gô ariyas mắc gô tên là bát thánh đạo đi. Thánh đạo bao gồm đó là samma nè, samma đi thí. Cái samma đi thí này ở đây thì chúng ta phải ngoặc nhỏ nữa, thì chúng ta là phân ra nó là năm khía cạnh. Một là gì? Một là gì cô Loan? Dạ thưa sư, kammasakata. 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 Thứ hai. Vipassana. Ba. Ba là mắt gá. Thứ tư là ba lá. Năm. Pachawekana. Đấy, thì như vậy mới mới đủ của ý nghĩa, mới đủ cái ý nghĩa gọi là samadhi ha. Vì rằng trong cái ý nghĩa tức là đạo ở đây tức là tám cái yếu tố, tám cái yếu tố đồng sanh và tâm thánh đạo, đồng tâm đồng sanh ở trong tâm đạo và tâm quả, nó nghĩa rằng cái gì? Tám cái yếu tố này là luôn luôn có mặt, có mặt cùng lúc đồng thời. Thì như vậy là chúng ta đề cập đến những gì? Vì rằng khi mà chúng ta nên nhớ rằng cái tám thánh đạo này này, hoặc là bát chánh đạo đó, tức là nó phân ra làm hai khía cạnh. Một là gì? Là cái sự mà tu tập hàm dưỡng trao dồi làm phát triển mà vững mạnh tám cái yếu tố này, tức là nó vẫn còn cái khác, nó vẫn còn nằm ở cái khía cạnh gì, khía cạnh hiệp thế, vẫn còn khía cạnh gọi là tu tập trao dồi, nó vẫn còn nằm ở trong thuộc gọi là tam học, còn phải trao dồi về giới, về đỉnh, về tuệ. Thì cái phần mà chánh kiến mà thuộc về gọi là cái phần mà gọi là hiệp thế đó, tức ám chỉ là cái phần tuệ mà thuộc về hiệp thế đấy, vẫn phải trao dồi, chưa có hoàn toàn chưa có đầy đủ, chưa có viên mãn mà để khởi sanh trong đạo và tâm quả được. Thì trong năm cái loại này này, thì trong năm cái loại samadhi thí này, thì chỉ có riêng cái là mắt giác và phá lá, tức là gì, thuộc về cái tâm siêu thế mà thôi. Đấy. Thì ngoại trừ còn ba cái loại tâm, ba cái chánh kiến còn lại đó, tức là kammasakata, tức là cái gì, kammasakata tức là cái gì, cái chánh kiến mà thấy rõ được cái gì đối với nghiệp và cũng như là các pháp mà gọi là được tạo ra bởi nghiệp đó. Đấy. Tức là nghiệp và quả của nghiệp đó. Hiểu rõ được như vậy thì không được gọi là chánh kiến, nhưng mà chánh kiến là chánh kiến hiệp thế mà thôi. Chánh kiến là cái nền tảng, là cái nhân tố mà để khiến cho một bậc mà gọi là để trở thành một bậc thiện trí thức. Thì nhờ đó là bắt đầu mới gọi là hàm dưỡng, mới tu tập, rồi mới phát triển cái khía cạnh gọi là giới định tuệ, tức là tam học. Thì kế bên đó bắt đầu mới phát triển về cái gì, tam học, thì trong đó là tuệ học, thì anh chỉ tức là vipassana này đó, tu tập phát triển
cái minh sát trí đó, để thấy rõ. Chỉ có cái đây là cái, chỉ có cái nhờ vào vipassana, nhờ vào cái việc mà tu tập vipassana mới có thể dẫn đến được đạo và quả thôi. Chỉ bằng như mà gọi là cho dù có tu tập có phát triển định hoặc phát triển giới, phát triển nhiều cái cảnh còn lại đó, thì cũng chỉ là một cái khía cạnh gọi là thiện, mà có thể là thiện thù thắng so với những chúng sanh mà ở phạm phu mà thôi. Nhưng mà riêng đối với cái quá trình mà gọi là đoạn tận khổ đau đó thì không thể được. Chỉ có duy nhất với cái phương pháp, với con đường, tức là cần phải thấy rõ những cái khía cạnh mà gọi là giả tạo như vậy, cái khía cạnh gọi là tạm bợ của các pháp này, các pháp hữu vi đó, hay được gọi là khổ này, là bởi bốn cái thành tố như vậy, thì từ đó chúng sanh mới gọi là nhàm chán. Chứ còn mà nếu mà gọi là không có nhàm chán mà vẫn còn là mong mỏi, tức là vẫn giữ giới, vẫn tu thiền, nhưng mà vẫn mong mỏi đó là được sự an lạc ngay trong hiện tại, Ditta Dhamma Sukha Vihara, tức là hiện tại là trú, tức là ngồi hành thiền đó, trước đây đó mình ở ngoài đó mình bê bổn, rồi bắt đầu mình trộn rộn, rồi bắt đầu mình công việc rất là nhiều, rất là bị gọi là bị áp lực nhỉ? Thì bây giờ đã vào xuất gia được rồi, bây giờ là ngồi hành thiền thích lắm nhỉ? Nó an lạc, nó thoải mái, mà không phải là chạy đôn chạy đáo rồi lo cho người thân quyến thuộc vân vân cả, chỉ dành hết trọn vẹn cái thời gian vậy. Thì chính do cái việc mà con mình thích cái cảm giác đó, nó cũng có vấn đề, các vị biết không? Đấy. Rồi cho nên là còn bất chấp quý khán đá có nghĩa là gì? Đó là cái trí mà gọi là suy xét, thấy rõ. Hay thường được gọi dịch đó là phản kháng, tức là nhìn lại đó. Nhìn lại cái gì? Nhìn lại những khía cạnh nào mà gọi là phiền não mà được đạo và quả rồi đoạn trừ. Và những khía cạnh nào mà phiền não mà còn sót lại. Hoặc suy xét lại cái gì? Đạo nào mà mình đã chứng đắc, quả nào mà mình chứng đắc. Đấy. Rồi cũng như là niết bàn nào mình là đối tượng cho đạo và quả mà mình chứng đắc đó. Tức là năm khía cạnh đó ha. Đấy. Và đối với cái bậc mà gọi là bậc Sotapatti thì sẽ có năm cái khía cạnh của chúng quý khán giả. Nhưng mà riêng đối với cái bậc mà Arata Phala đó, hay được gọi là cái vị mà A La Hán đó, thì chỉ còn có bốn mà thôi. Tại vì vị đó không có còn ở phiền não mà còn sót lại. Cho nên tụ chung lại tức là bao gồm là 19 cái loại mà bác chứ quốc khánh nó nha đó này, mà chúng ta hay gặp ở trong chú giải đó, cái cô nó quy sát tí đó, bác chứ quốc khánh năng, bác chứ quốc khánh nó nha năng đó. Thì chỉ có hai cái này thuộc về cái khía cạnh tức là đồng sanh ở trong mà tâm, trong tâm đạo và quả, lấy cái Niroda, cái niết bàn là đối tượng. Còn ba cái này còn lại đều là ám chỉ tức là trí, mà trí trong đại thiện hợp trí đó. Rồi xong là đi thứ, xong là đi thứ, đi thứ để bắt đầu tới nha. Kiểu này riết cái bị thấy người ta chắc phải xuống hàng đi ha, đỡ nhìn chứ nó rối à. Nhóm nhiều quá khó nhìn. Rồi Samadhi thí một ha. Để đánh dấu đi, đánh dấu riết này. Samadhi thí rồi bắt đầu tới cái gì nữa? Samma sankappa có nghĩa là gì? Hay gọi là chánh tư duy đó. Chữ sankappa chúng ta phải hiểu rằng đó là gì? Cái thái độ nhận thức. Cái thái độ nhận thức hoặc như là cái tư tưởng, hoặc như là cái quan điểm ha. Cái quan điểm một cách chân chánh, một cách đúng đắn. Tức là phải thoát ly ra được cái gì? Ba cái khía cạnh. Tức là không có bị chi phối, không có bị ảnh hưởng bởi các dục. Hay được gọi là nikkhamma đó, tức là sự xuất ly đó, xuất ly khỏi các dục đó. Thứ hai nữa tức là gì? Không có bị chi phối bởi cái gì? Sự ghét bỏ, thương và ghét. Hai cái thái cực, hai cái phạm trù mà ở đời thì chúng sanh nào cũng bị nó tác động đến. Thương và ghét. Mà cái ghét á, cái ghét ban đầu đó thì nó là chỉ là cái hình thức, tức là chỉ là ghét khó chịu thôi. Nhưng mà đến cái mức cùng tột đó, tức là bắt đầu thêm gọi là những khía cạnh gọi là tà kiến trong đó, cho rằng đó là tôi, chúng sanh đó là làm hại tôi, làm hại người thân của tôi, rồi hoặc như là gây lợi cho, gọi là làm lợi cho, gọi là kẻ thù của tôi, cũng như là quyến thuộc
của kẻ thù tôi. Như vậy đó là khởi lên cái tâm gọi là oán hận, thù hằn, đó là ahimsa, nên là loại trừ ba cái cảnh nikkhamma, abhya, abhyapada và cũng như ahimsa. Cái thứ cái tiếp nữa là gì? Samavaccha. Samavaccha. Samavaccha có nghĩa là gì? Vaccha có nghĩa là cái lời nói, cái cách nói nha. Cái lời nói, cái cách nói. Nó có hai khía cạnh, một là cái gì? Cái lời nói, anh chỉ tức là cái gì? Tức là cái ý nghĩa mà được trình bày, được diễn giải, được diễn đạt ra. Còn cái cách nói hoặc như là cái thái độ mà mình gọi là mình trình bày cái lời nói đó. Ví dụ như sử dụng những cái ngôn từ, những cái lời nói gọi là nó khiếp nhã. Nó liên quan đến những chuyện gọi là phù phiếm như vậy, không có liên quan đến cái lợi ích gì. À, thì cái đó được gọi là cái gì? Cái khía cạnh đó là katha nha. Có ba khía cạnh là katha. Cái sambhavacca ở đây anh chỉ tức là cái gì? Cái chánh ngữ ha. Ngữ ở đây chúng ta dùng cái nghĩa là ngữ là lời đó, lời một cách chân chánh, nhưng mà lời chúng ta phải hiểu rằng cái gì, lời ở đây bao gồm luôn cả gì, cái thái độ, vì rằng nó cái khía cạnh ban đầu đó chỉ là ngữ, không mang nghĩa là lời thôi, là cách tha thôi. Ở đây anh chỉ tức là những cái khía cạnh đó là như tức là những cái khía cạnh gọi là tirachana katha, tức là 32 cái loại mà tà ngữ đó, hoặc như gọi là phím ngữ đó, mà vị hành giả cần phải là đề cập, cần phải nói, còn phải có, nếu mà gọi là có chăng có nói đó thì cũng phải đề cập những khía cạnh mà gọi là nó là cái môi trường, nó là cái yếu tố mà sẽ làm khởi sanh những cái thiện pháp. Ví dụ như đề cập về khía cạnh gọi là thiểu dục nè, ít muốn nè, rồi bắt đầu có sự mình điều độ, tiết độ trong các vấn đề mà hưởng thụ trong các cái bốn cái món nhu yếu, tức là sử dụng trong các bốn món nhu yếu, rồi bắt đầu nghe đề cập về giới, về định, về tuệ, vân vân. Thì những khía cạnh đó là khía cạnh đó là khi mà đề cập đến đó, khi mà nói đến thì sẽ làm khởi sanh gọi là gì, cái trí tuệ, khởi sanh gọi là cái đức tin, khởi sanh là cái thiện pháp, vân vân. Thì cái đó được gọi là cái khía cạnh là katha nha, tức là loại trừ mà những cái tirachana katha. Tirachana katha tức là chúng ta đừng có dịch là tirachana tức là cái gì, tức là bàn xăm nha, những câu chuyện của bàn xăm không phải, tức là những câu chuyện gọi là phím. Tại vì tirachana katha tức là em chỉ đây là một thuật từ, một term em chỉ tức là những 32, ví dụ như đề cập về cái vấn đề mà vua chúa, rồi nước này nước kia, rồi cái chiến tranh, rồi binh đao, rồi vân vân, đủ thứ hết. Thì cái đó khía cạnh đó là katha, tức là lời, tức là ngữ thôi. Còn cái cạnh thứ hai nữa tức là cái gì, cái cạnh thứ hai là gì? Chetana. Chetana có nghĩa là gì? Nói có chủ đích, thưa sư. Đúng rồi, có nghĩa là cái chủ ý, cái chủ đích về cái cách mình diễn đạt. Cái cách mình diễn đạt ở đây là gì? Mà phải tránh xa bốn cái khía cạnh, tức là không có nói dối, không có nói vu khống, không có nói mà thô ác, cũng như không có nói mà 32 cái loại tirachanakatha đó. Và chỉ đề cập về khía cạnh tức là làm khởi sanh cái đức tin, tức là tự mình thành tựu những cái khía cạnh, ví dụ về giới, về định, về tuệ, về giải thoát tri kiến, và trình bày và hướng dẫn giống như tôn giả mà bún như vậy đó. Được, và được các vị mà đảng bản đồng phạm hạnh đó tán thán giữa trước mặt Đức Thế Tôn đó, ngài là người mà gọi là thực hành Phật, như khuyến khích người khác thực hành như vậy đó. Cho nên cái chia tay nào tức là cái gì, cái chủ ý ha, cái chủ đích mà chúng ta khi mà có cái điều kiện mà có thể mà gọi là nói ra những cái lời mà gọi là không có đúng như vậy đó, chúng ta biết dừng lại và thường xuyên mà tác ý, thường xuyên có cái chủ ý mà hướng về những cái lời lành, những cái lời nói thiện đấy, thì cái đó gọi là chia tay nào. Thì khi cảnh đó là samavaccha đó ha. Cái cảnh thứ ba nữa tức là cái gì? Virati. Virati có nghĩa là gì? Có nghĩa sự ngăn trừ ha, sự loại bỏ. Ngăn trừ loại bỏ đây tức là gì? Em chỉ tức là cái khía cạnh tức là lánh xa, là trừ khỏi. Bốn cái khía cạnh tức là không 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 nói dối nè, không nói vu khống, rồi bắt đầu đó là không nói thô ác, rồi bắt đầu không nói phù phiếm đó. Nhưng mà ở đây tức là cái gì? Cái virati tức là cái tình, tức là cái giai đoạn mà tức là cái khía cạnh đó là nó đã được thuần thục từ cái gì? Từ cái chetana này rồi.
tức là từ cái ý niệm, từ cái ý định mà đã được huân tập bằng cái việc mà tránh xa cái lời ác, mà thường xuyên suy nghĩ đến cái những cái ý nghĩa lành, và khi mà thốt ra những cái lời lành như vậy, khi mà được tu tập hàm dưỡng một thời gian dài như vậy đó, thì khi đó tự nhiên cái Wirati nó trở thành gì, một cái bản chất của người đó. Cho nên khi họ thốt ra cái lời đó là lời gọi là lời ái ngữ, cái lời đó là đem đến cái lợi ích cho nhiều người đấy. Thì cái Wirati này chứ làm sao ở đâu, làm sao trong tâm đạo và tâm quả, thì làm cái phận sự, tức là làm phận sự tức là để xác trừ cái phiền não đó, bắt lấy cái đối Nirodha là Niết bàn, là cái đối tượng đấy. Ừ. Cho nên trong ba cái loại này thì chỉ có các hai chữ này thì thuộc về hiệp thế thôi, Wirati thuộc về siêu thế đấy. Mà để có Wirati không phải là đơn thuần là chúng ta tự nhiên là mình có, mà nó phải có cái gì, chúng ta phải nhận thức được cái lời nói đó là tốt hay là xấu, rồi phải có cái chủ ý, chúng ta phải lánh xa cái lời xấu, và có chăng nói thì cũng nói cái lời lành. Đấy. Rồi cái tiếp nữa là cái gì, cái tiếp nữa là gì, Samma Samma Kamanta. Akamanta Kamata Kamata. Không có thấy mặt cho nên là phải hỏi như vậy đó. Cho thấy các vị im quá nhỉ. Samma Kamanta. Samma Kamanta cũng có ba cái khía cạnh. Khía cạnh đó là gì cô Loan? Dạ thưa sư, Kiriya. Gì nữa? Cái thứ hai là Chetana, cái thứ ba là Wisrati. Wirati. Wirati. Tương tự giống như cái khía cạnh gọi là Sammavacca cũng như vậy. Ở đây Sammakammanta ha. Kammanta là danh từ trung tính, mang nghĩa rằng tức là cái gì? Tức là sự làm, cái hành động đó. Hành vi. Cái hành vi, cái hành hoạt, những cái khía cạnh đó là được được, được thể hiện ra. Thì như vậy tức là cái gì? Cái hành vi một đó là chánh đáng. Chánh đáng là cái gì? Là kiêng tránh những cái điều ác mà thuộc về thân. Và hơn nữa tức là cái gì, phải làm phải tu tập, phải phát triển những cái điều thiện, những cái điều lành mà thuộc về thân nữa, chứ không phải là anh chỉ tức là lánh xa không sát sanh, không trộm cướp, rồi bắt đầu không tà dâm, như vậy là đủ đúng nha. Mà cần phải trau dồi, cần phải phát triển về những cái oai nghi tế hạnh, những cái chariya, những cái achara hoặc charita vân vân, chứ không phải là chỉ dừng lại cái vấn đề tức là không sát sanh rồi nhờ về xong không cần tu gì cả. Mà muốn không có sát sanh như vậy chúng ta cần phải làm cái gì? Chúng ta phải biết được rằng đó là tại sao chúng ta cần phải làm như vậy. Nó có lợi ích gì khi chúng ta không sát sanh? Thì cái đó là cái gì? Dựa vào cái chia tana này. Phải là có cái gì? Phải có cái trí tuệ hiểu về nghiệp và quả của nghiệp phía trên đây này. Nghiệp và quả của nghiệp ở đâu? Đây. Thì từ đó chúng ta mới thấy được rằng cái gì? Chúng sanh nào cũng gọi là ghét khổ và mong cái sự an lạc. Rồi bắt đầu là ghét chết và tầm cầu cái sự sống như vậy. Thì cho nên là chúng ta không có mà khởi lên cái tâm mà ác ý, mà gọi là đoạt mạng chúng sanh khác nhỉ? Tức là đặt tâm mình vào tâm người khác. Rồi tương tự như vậy đó, thì cái Chetana tức là cái chủ đích ha, cái chủ ý mà gọi là kiên chánh, và cũng như là hướng về cái điều lành mà thuộc về thân. Vì rằng không phải là chúng ta chỉ dừng lại bằng cái vấn đề chúng ta không làm như vậy là chúng ta bảo rằng chúng ta sẽ tự nhiên là giác ngộ, không có. Quý ra tí nha, quý sắp tí nha. Rồi quý ra tí cũng như vậy luôn. Quý ra tí là sự kiên tránh. Sự kiên tránh mang nghĩa rằng tức là cái khía cạnh là đã hoàn thiện rồi, đã viên mãn rồi, cho nên mới đồng sanh ở trong đạo và quả rồi. Còn kiriya và chetana tức là hai cái giai đoạn đầu trong quá trình là tu tập và phát chánh đạo. Cũng tương tự như là katha và chetana như vậy. Rồi cái tiếp nữa là cái gì? Dạ, yeah. Samma anh chị quá. À, chị quá chị có mà. Dạ, Samma Achiwa. Đúng rồi. Cái số 5. Achiwa có nghĩa là gì? Achiwa có nghĩa là sự sống. Có nghĩa là sự sống, đời sống. Nó còn có nghĩa là cách sống nữa nha. Chúng ta đừng có hiểu là chỉ có sự sống hoặc đời sống thôi, mà là cách sống. Chúng ta phải làm cái gì, chúng ta phải nói cái gì, chúng ta phải ăn cái gì, xin lỗi, chúng ta phải nói cái gì, chúng ta phải làm cái gì trong cái thời bình nhật như vậy. Tức là trong suốt cái cuộc đời như vậy chúng ta mới sinh tồn được, duy trì cái đời sống suốt mà 70 năm, 80 năm, 100 năm được. Đó, thì cái Achiwa tức là cái gì? Cái khía cạnh tức là cái gì? Cái thân và cái khẩu đã được hướng vào cái điều lành, tránh xa cái điều ác rồi. Thì tự nhiên đó là cái gì? Là cái đời sống của người đó cũng được chánh hạnh luôn.
Thế cho nên là cái sama ajiva này có bao nhiêu khía cạnh cô Loan? Dạ thưa sư, có hai ạ. À, hai là gì? Viriya với lại virati. Rồi coi vậy. Viriya có nghĩa là sự cố gắng, sự nỗ lực, tinh cần. Chính do cái việc thấy được rằng nó là những cái lợi ích bằng những cái lời lành, những cái hành động lành như vậy, cho nên mình phải có sự gì, cần phải có sự mà gọi là cố gắng tạo trữ. Nếu mà sống đời tại gia đó, cố gắng tạo trữ, nuôi mạng một cách là đúng đắn, à, không có phải mà vì gọi là cái mưu sinh mà có thể là nói cái lời ác, nói cái lời mà xấu, rồi như là hành động ác, hành động xấu vân. Cho nên là với cái sự cố gắng, mà cố gắng này đó nó phải được nuôi dưỡng, phải được phát triển nhờ vào gì, nhờ vào cái cảnh sammavacca và sammakamanta trước đó nha, chứ không tự dưng là có cái đời sống gọi là đời sống chánh hạnh đâu, không có. À, mình phải thấy được cái gì, cái nguy hại của cái lời nói, mà lời nói ác, cái ác ngữ cũng như là cái ác hạnh một thuộc về thân nha. Thì từ đó chúng ta mới là xa lánh. Và chính trong cái lúc mà xa lánh như vậy đó, chúng ta sinh hoạt, chúng ta sinh sống, chúng ta nuôi dưỡng cái sắc thân này nha. Thì tồn tại như vậy thì lúc đó ta đang có khía cạnh gọi là samma ajiva, nó bổ túc cho nhau đấy. Còn quý ra tí là khía cạnh tức là đã viên mãn, đã hoàn toàn rồi và sanh trong đạo và quả rồi. Rồi khía cạnh kế tiếp nữa là gì? Samma ajiva là samma vajjama. Rồi samma vajjama anh chị tức là bốn cái khía cạnh là gì của chánh, của chánh tinh tấn đó hả? Samapada đó, Samapada đó. Samapada có nghĩa là gì cô? Bốn cái cảnh đó là gì? Cần. À. Samapada là chánh cần, đúng không sư? Đúng rồi. Bốn cái cảnh đó là gì? Bây giờ là phải hỏi. Samvata, Badana. Samvara. Samvara. Samvata hay Samvara? Samvata, Badana, Badana. À, Badana thì chúng ta khỏi ghi ha. Badana có nghĩa là cái gì? Badana có nghĩa là sự cố gắng. Nó giống như chữ Vajjama, nó giống như chữ Viriya. Đấy. Rồi, cái tiếp nữa là cái gì? Samvata có nghĩa là gì? Là cái gì? Năng cấm. Là kiên chánh ha. À, đó. Là giữ gìn đó, à, giữ gìn kiên chánh đó. Cái thứ hai. Chúng ta phân ra cái cảm thứ nhất là bất thiện và thiện. Thì bất thiện thì chúng ta có hai phạm trù. Thứ hai là cái gì? Akusala là Samvata với lại Pahana. Đúng rồi. Samvata và Pahana nha. Pahana. Tức là những cái phiền não nào nó chưa sanh khởi đó là ngăn ngừa, gìn giữ cho nó không có khởi sanh. Và những cái phiền não mà nó đã khởi sanh rồi đó, cần phải là Pahana, cần phải đoạn trừ những phiền não đó. Cố gắng nỗ lực. Rồi cái khía cạnh mà thiện pháp thì chúng ta có hai phạm trụ là gì? Bhavana. Bhavana. À, cái gì nữa? Anutra. Rồi. Bhavana có nghĩa là gì? Sự hàm dưỡng, sự phát triển, sự làm cho vững mạnh cái thiện pháp. Hai khía cạnh đầu tức là khía cạnh gọi là bất thiện nha. Bất thiện thì luôn luôn cái gì, nếu mà nó chưa sanh đó thì không cho sanh khởi, mà muốn không cho sanh khởi tức là cái gì, cần phải tu tập thiện pháp. Thì khi mà tu tập an trú và thiện pháp nhiều như vậy thì không có cơ duyên nào mà gọi là bất thiện mà nó khởi sanh. Và cho dù nếu mà gọi là nó có lỡ khởi sanh như vậy đó, thì cứ an trú và thiện pháp, cứ gìn giữ cái trạng thái mà thiện pháp như vậy đó, thì tự nhiên là nó không còn. À, cho nên là cái cảnh mà cần lưu ý đó là cái gì, Bhavana và Anurakkhata nhỉ. Còn cái cảnh kia là khỏi cần. Yeah. Sangvata Bahana. Yeah. Tại vì căn bản gọi là về bất thiện, về những cái điều ác mà chúng ta khỏi cần phải suy nghĩ đến đó. À, chúng ta bỏ tâm lơi là tự nhiên nó suy nghĩ về điều ác liền. Các vị đừng có nghĩ rằng các vị ví dụ như là không có làm điều ác là không sát sanh, không trộm cướp, và các vị nói là không làm điều ác cũng có. Mình ở không, mình ăn, rồi bắt đầu mình ngủ, rồi bắt đầu lên mình chơi, mình có thả hồn, nó bay bổng như vậy. Yeah. Thì cái đó cũng đang sống trong cái điều ác. Yeah. Nhưng mà cái quan điểm của thường thức ở ngoài người ta không cho rằng đó là điều ác. Đó là lẽ sống, là nhu cầu hạnh phúc mà. Ai cũng muốn được như vậy. Thế nên nhớ chỉ khía cạnh đó là Bhavana và Anurakkhata nhỉ. Khía cạnh gọi là tu tập hàm dưỡng
Mà tu tập ở đây tức là tu tập cái gì? Tức là tu tập, cố gắng tu tập làm cho phát triển về giới, về định và về tuệ ở đây. Và cố gắng gìn giữ những cái trạng thái mà tâm thiện mà khởi sanh, mà hướng về những ba khía cạnh đó. Tức là giới của mình chưa trong sạch là phải làm cho phát triển mình chưa trong sạch như vậy. Định của mình chưa được hoàn thiện thì phải làm cho hoàn thiện. Và đặc biệt tức là cái trí tuệ. Rồi, cái đó được gọi là Samavaja. Rồi cái tiếp nữa là gì? Samasati. Samasati. Ở đây anh chị tức là bốn cái loại Anusati nha. Là Kayanusati đó. Kayanusati. Kayanusati nha. Kayanusati có nghĩa là gì cô? Dạ thưa sư, là niệm thân. Anusati có nghĩa là thường 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 niệm ha. Tùy anu là theo sau đó, mà sati có nghĩa là gì? Sati chúng ta đừng có chữ niệm là chúng ta dùng theo từ Hán, mà chúng ta biết cái từ niệm có nghĩa là gì. Niệm mang nghĩa rằng tức là đọc lâm râm trong miệng. Rồi niệm có nghĩa là gì? Ghi nhớ. Nhưng cái chữ sati không phải là cái chữ ghi nhớ, cũng không phải là đọc thầm đọc lâm râm cái kiểu mà gọi là chỉ chú rồi bắt đầu là tụng niệm hoặc như là réo gọi tên của một vị thần nào, không phải chỗ đấy. Mà đây tức là cái gì? Tức là sự trực nhận. Trực nhận mà liên tục anu đó, thường xuyên liên tục như vậy về những khía cạnh mà thuộc về vật chất trong thân này. Ví dụ như đề cập về hơi thở nè, rồi khía cạnh gọi là bốn khía cạnh gọi là cái gì, đất nước lửa gió mà theo thực tính nè, rồi hoặc như là khía cạnh gọi là các giai đoạn, các giai đoạn mà biến chuyển của cái đề mục gọi là tử thi, vân vân. Cái Janusati ha. Cái Janusati rồi bắt đầu là Chitanusati. Chitanusati rồi bắt đầu là Viryanusati. Cái gì Nupassana. Nupassana. Không, chúng ta cái gì Nupassana luôn không? Chúng ta lấy cái chữ này đi. Cái gì Nupassana, Nupassana. Cái gì Nupassana. Chúng ta đừng nhìn cái chữ Nupassana. Chúng ta Nupassana, chúng ta Nupassana. Nupassana. Rồi bắt đầu là Vedana Nupassana. Ôi trời ơi, gần 5 giờ rưỡi rồi mà chúng ta chưa có vô bài học nữa. Chúng ta mới là mấy cái phần mà giải thích thôi à. Chúng ta cố gắng cho xong ha. Cho xong rồi chúng ta qua cái phần tiếp cho mình học. Vedana Nupassana. Rồi kế tiếp là gì? Dhamma Nupassana. Ở đây tức là cái gì? Tức là bao gồm cái khía cạnh đó là tu tập hàm dưỡng ha. Bằng cái việc đó là thường thường tức là trực nhận đó, thường xuyên mà gọi là ghi nhận một cách trực tiếp những cái tiến trình diễn hoạt của nama và rupa, hay được trình bày theo bốn cái đối tượng đó, tức là kaya, citta, vedana và dhamma. Đây là cái con đường mà duy nhất và cũng là con đường gọi là con đường duy nhất và cũng như là cái con đường mà đầu tiên ha, nó có thể dẫn đến cái việc gọi là vấn đề giải thoát. Rồi cái tiếp này là cái gì? Sư, cái Anusana cũng đồng nghĩa với là Anusati hả thưa sư? Anupassana. Anusati có nghĩa là cái gì? Là thường niệm, là thường suy niệm vậy. Thì thường chúng ta sẽ ghép vào trong cái từ gọi là Buddha Anusati vậy. Còn mà cái từ mà Anupassana có nghĩa là cái sự thấy. Thấy mà gọi là Anu nữa ha, tức là thấy ở đây tức là thấy bằng trí nha, tức là minh sát trí khởi sanh thường xuyên để trực nhận, để thấy rõ từng tiến trình của diễn hoạt của nama và rupa, hay được gọi là thấy rõ những khía cạnh của về vật chất, khía cạnh thuộc về gọi là tâm lý, bao gồm là citta vedana và cả bao gồm là vật chất và tâm lý trong phần dhamma này luôn. Cho nên anupassana tức là cái gì, chúng ta nói là thường quán đó ha. Thì chữ Upasana có nghĩa là thấy, thấy có nghĩa là thường hay dịch là quán đó. Rồi, kế tiếp nữa là cái gì?
Samma. Samadhi. 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 Samadhi có nghĩa là gì cô? Dạ, chánh định. Đúng rồi, chánh định anh chị tức là gì? Là định ở trong. Định mà được thuần thục nha, được phát triển thuần thục. Mà ở đây chúng ta nói rõ đó là cái gì? Chúng ta phải sử dụng là upachara. Upachara. Upachara samadhi và apana samadhi, hai cái này là hai bước căn bản nha. Apana. Vì rằng bởi vì sao? Vì rằng trong cái quá trình mà khi mà tu tập hàm dưỡng mà khía cạnh đó là ba tam học đó, tisikha đó, tức là giới học, định học và tuệ học đó. Trong cái phần mà định học đó, hay được gọi là thắng tâm đó, adicitta đó, hay được gọi là cái phần khía cạnh đó là citta visuddhi đó, tức sự thanh tịnh về nội tâm đó. Thì để mà gọi là có cái sự thanh tịnh và gọi là tri kiến, hoặc sự thanh tịnh và đoạn trừ gọi là cái sự nghi ngờ, nghi hoặc đó, trong các pháp đó, thì đòi hỏi là vị đó cần phải có cái sự đủ cái định lực mới làm cái nền tảng mà quán chiếu được. Cho nên trong cái mà citta visuddhi, tức là lấy hai cái khía cạnh định này làm cái yếu tố gọi là cốt lõi để làm cái nền tảng mà gọi là để dẫn đến gọi là minh sát trí, được khởi sanh, để thấy rõ. Còn dẫu rằng cái khadika samadhi đó, nó vẫn được kể ở trong cái upachara samadhi, vì rằng khadika samadhi nó quá yếu đi, nó quá yếu. Trong mỗi sát na như vậy đó, thì luôn luôn cái sát na gì? Cái sát na ekakata là cái phận sự, tức là gì? An trú vào một đối tượng thì luôn luôn có mặt cho cả thiện và cho cả bất thiện. Ví dụ như đối với kẻ trộm, khi mà họ ngồi họ rình mò như vậy, rồi bắt đầu họ phục kích cái nhà người đó, thì bắt đầu họ có sự cố gắng không? Có cố gắng chứ. Họ có sự nỗ lực chứ. Họ ngồi họ phải im, rồi bắt đầu họ phải ngồi họ chăm chú, họ ghi nhận từng cử chỉ hành động, rồi bắt đầu là cái lề lối sinh hoạt của cái gia chủ thì như thế nào, để như khi mà người ta ngủ đi hoặc như người ta đi làm, người ta vắng nhà như vậy, họ mới đột nhập vào được đó. Cho nên là trong cái điều bất thiện như vậy, các ta nó vẫn có, yeah, chứ không phải nó không có. Cho nên khi mà đề cập khía cạnh là samadhi, anh chị tức là khía cạnh là upachara samadhi, vì rằng khi mà đến cái giai đoạn này này, đã loại trừ được cái khía cạnh gọi là những cái pháp chướng ngại rồi, tức là niwarana rồi, nhưng mà chưa có mạnh, chứ có toàn diện giống như apana samadhi mà thôi. Đấy. Cho nên chúng ta đề cập là upachara samadhi ha, và cũng như apana samadhi, mà cho cả cái cảnh là đang tu tập ha, và cũng như trong cái lúc mà gọi là thuần thục như vậy rồi, tức là trong tâm đạo và tâm quả cũng như vậy. Và chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, rồi hết rồi ha. Rồi cái đó là toàn bộ cái cảnh này này, nó mới được gộp chung cái gì? Nó mới gộp chung trong cái phần mà gọi là sắp chế nha đó này. Tức là cái giai đoạn mà gọi là cái việc biết rằng nó trong cái tiến trình mà tu tập như vậy, không phải chỉ trong mật đời, không phải chỉ trong vấn đề các vị mà học trong cái bài kinh gọi là Đâm Má Chí Cấp Quá Tâm Nó Xuất Tát, là bài kinh mà chuyển pháp luân, mà các vị chỉ học về gọi là tứ thánh đế như vậy là các vị đủ, không có. Khi mà các vị học rồi, các vị phải hiểu, các vị phải am tường, các vị phải tường tận, các vị phải tự nhận thức rõ cái khía cảnh mà khổ và nhân sanh khổ, và cũng như là cái con đường mà cần kiếp để thoát cái sự khổ và cái sự nhân sanh khổ này một cách thực sự. Thì như vậy cái trí mà gọi là trí đã hiểu một cách thực sự như vậy nó mới khởi xong. Và trong cái lúc mà khi mà hiểu được rõ như vậy là các vị phải biết rằng nó trong bốn cái khía cạnh này đó, cái khía cạnh nào là cần phải làm gì, cái nghĩa đối với khổ đó thì cần phải gì, cần phải bất định nhai giá, tức là anh chị tới cái giai đoạn thứ hai này, kích chế nha nó. Như vậy cả một cái quá trình mà tu tập như vậy, cứ sách chế nha nó và kích chế nha nó, sách chế nha nó và kích chế nha nó, nó làm hoài như vậy. Phải hiểu được là cái khổ đế này là cần phải gì? Cần phải đoạn trừ, bất định nhai giá. Rồi cái tập đế này là cần phải khổ đế này cần phải biết rõ nha, parinyaya có nghĩa là biết rõ, tức là hiểu rõ, thấu rõ cái gì, thấu rõ tương tận từng khía cạnh, đó là ba cái loại khổ này, cũng như thấu rõ là gì, tức là các khía cạnh mà các pháp hữu vi đó, sankhata đó, do duyên trở tạo, hay là có tiến trình mà vật chất và tâm lý đó, là nó do duyên nó trở tạo, cho nên là nó luôn luôn có cái bản chất là nó khổ đau trong đấy cả. Và cho dù ở hình thức này hay hình thức kia nhỉ, cho dù là có thô thiện hoặc như là vi thế, thì tất cả khi mà còn cái dính chấp như vậy, còn mà gọi là có cái sự mà đầu tư, còn cái sự mà gọi là hướng về, còn cái sự mà gọi là lăn xả trong cái việc mà gọi là vui thích trong các khổ này, thì chúng sanh nó không bao giờ thoát được. Đấy. Thì
cho nên chúng ta phải biết được cái khía cạnh đó là cái giá, tức là parinyaya ha, tức là cần phải biết rõ này. Rồi samudaya tức là các pháp mà cần phải, cái khía cạnh mà gọi là tham ái, cái sự bị dính mắc vào trong các cái gì, cái sự mà gọi là cái khổ mà đang hiện có, và cũng như là mong mỏi cái khổ mà trong tương lai hiện có ở đây, tức là gì, tức là đã có thân, đã sanh ra là khổ rồi mà không có biết ý thức rằng đó là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, mà trái lại còn lại làm tạo chữ, hưởng thụ các dục, rồi bắt đầu là bôi chét, rồi nhồi, rồi bắt đầu đủ thứ hết. Rồi có đôi khi là tránh né những cái ngôn từ mà nói về cái việc sự chết, mà gọi là cái đó là điều xui xẻo, rồi bắt đầu đó là ăn cái này để cho bổ cái khía cạnh này, bổ khía cạnh kia, chứ mình không quên rằng tức là nó không có bổ cái não. Tức là mình sẽ bắt đầu để đi làm phước, để làm cái gì đó, thì cũng là nghĩ đến khía cạnh tức là đời sau ông sanh ra con cũng được các tài sản. Các vị bên nên nhớ rằng thiện pháp của các vị làm cái tâm thiện hợp trí đó, tự nhiên là nó sẽ cho quả, các vị khỏi cần phải lo cái vấn đề là đời sau mình sẽ được cái này được cái kia. Các vị có mong thì các vị nên mong rằng cái khía cạnh tức là mình thoát đi được cái vòng tử sinh luân hồi, vì rằng mình còn mong được cái này, còn mong cái kia, mình vẫn còn khổ. Nó chỉ là một cái hình thức, tức là chỉ đỡ hơn bây giờ thôi. Đấy, cho nên là khi nào mà thấy được cái khía cạnh samudaya là khía cạnh thì cần phải đoạn trừ. Chứ còn mà gọi là còn cái sự mà gọi là ưa thích, rồi còn cái việc hay người đời người ta hay gọi là gì, phải có gọi là cái có cái có cái nhựa sống đó, có cái nhựa sống. Tức là có cái sự mà gọi là có cái sự tha thiết trong cái đời sống, là yêu thương, rồi bắt đầu là phải có nghị lực chứ. Sống mà gọi là mình cứ nghĩ về những cái chuyện mà tiêu cực như vậy, sẽ bắt đầu đó là sống là sẽ, cái đời sống nó sẽ gọi là nó bị bế tắc, vân vân. Thì họ sẽ lập luận kiểu như vậy đấy. Mà ở đây trong đạo Phật không phải là để cho mình nhìn, để cho mình sợ, rồi để cho mình gọi là mình cái kiểu mà gọi là mình chán chường, rồi bắt đầu mình tiêu cực như vậy, không phải. Ở đây là phải dùng trí mà thấy rõ được cái khía cạnh như vậy, tức là khổ này có là do đâu, có là do cái samudaya này mà ra. Mà bây giờ đã có khổ rồi đó, mà lại bây giờ còn mong cầu cái khổ này trong tương lai nữa. Tức là phải thấy rõ được cái khía cạnh là lúc khác. Và hơn nữa tức là cái gì, cần phải biết rằng nó nguyên nhân là cái nguyên nhân này, chủ chốt này, cần phải loại trừ này, thì cái khổ này nó mới không còn. Rồi cái Nirodha tức là cái pháp cần phải chứng đạt. Satchikatappa ha. Satchikriya ha. Tức là pháp mà cần phải tác chứng, cần phải chứng đạt, tức là anh chỉ là niết bàn, tức là cái việc mà thoát ly ra các trần cảnh này, thoát ly ra các ngũ uẩn này. Vì rằng còn nằm trong cái vòng cương tỏa của đúc khá, còn mà bị chịu ảnh hưởng của cái samudaya thì chúng sanh không có bao giờ mà thoát khỏi được cả. Chỉ khi nào mà gọi là loại trừ cả hai cái cảnh này, mà loại trừ cả hai cái cảnh này tức là loại trừ cái gì? Nếu mà loại trừ được cái samudaya tức là loại trừ cái gì? Loại trừ được cái phiền não mà dẫn đến cái gì? Nghiệp luân và quả luân. Hay được gọi là tức là kilesa parinibbana, tức là phiền não niết bàn. Mà loại trừ được cái đúc khá này nè, tức là cái anh chị này, tức là loại trừ được cái gì, cái quả vipaka vata, hay được gọi là ngũ uẩn niết bàn, tức là sau khi mà gọi là chấm dứt hoàn toàn luôn thì lúc đó là không còn một cái đúc khá nữa. Đấy. Rồi cái mắt giá tức là cái gì, tức là các pháp cần phải tu tập. Cần phải hàm dưỡng, cần phải trao dồi trong suốt cái vòng tử sanh luân hồi như vậy, đến khi nào mà gọi là những cái pháp mà toàn hảo parami mà được viên mãn. Những cái yếu tố gọi là, các vị biết rằng đó, không phải là tu mà gọi là chỉ có là đến chùa có đôi khi là một tháng 2-3 lần, rồi bắt đầu là cúng dường, rồi nghe pháp như vậy, nó đủ, nó không đủ, nó không đủ vào đâu cả. Các vị cứ để ý đi, một ngày của các vị nó trôi qua bao nhiêu, 24 giờ trong ngày ngoại trừ những cái giờ mà các vị ngủ, rồi các vị sẽ thấy rằng các vị sẽ bị chi phối, bị đắm nhiễm vào trong cái trần cảnh là nhiều. Rồi chỉ có đôi khi 2-3 tiếng mà đến chùa như vậy, nó thấm tháp vào đâu cả. Mình chưa nói là mình đến chùa với cái tâm lý gì. Rồi trong cái lúc mình làm như vậy đó, mình có suy nghĩ cái gì hay không? Mình có hướng đến cái vấn đề đó là cái việc mà cúng dường này cũng là sao con, đó là đời sau cũng là hanh thông, cũng sanh trong gia đình giàu có. Hoặc như là tức là nhờ cái việc mà cúng dường này cho nên là cái việc mà buôn bán, cái việc mà gọi là bất động sản của con gọi là nó cũng trôi chảy đi, thì như vậy là mình thấy rằng nó bị ảnh hưởng quá nhiều những cái tạp niệm trong đấy. Rồi đó đều là cái khía cạnh gọi là kích chát đó. Mà trong cái khía cạnh kích chát tức là các vị biết phải cần phải hiểu rằng tức là cái gì, cái khía cạnh tức là parinyaya này là cái cạnh quan trọng, tức là cần phải thấy rõ được ngũ thủ uẩn này là khổ. Thì từ khi mà thấy được rõ ngũ thủ uẩn này là khổ cho nên mới mới khởi lên cái gì, mới khởi lên cái mãnh lực, cái nghị lực,
mới có thể mà tu tập mà thoát được khỏi là cái khổ này, và cũng như là mới nhờ đó mà gọi là mới suy xét cũng như là thấy rõ được cái nhân mà trở cho cái mà cái khổ này khởi sanh, từ từ đó mà loại trừ được hai cái cảnh này. Cho nên trong cái vấn đề mà cái chánh nhà nát là cái vấn đề gọi là phải thấy được cái sự khổ này một cách tường tận, tức là hiểu thấu rõ đó là cái cảnh quan trọng. Nhưng mà cái cách tá tức là cái gì quá khứ phân từ cũng từ cái rô tí nha, có nghĩa là đã hoàn thành, nó nghĩa rằng cái trí này đã hoàn thành, em chỉ là trí trong đạo Phật quả, tức là cái lúc này đó là cái gì đã hội tụ rồi, đã hoàn tất rồi, thì lúc đó là bát, tức là tám cái khía cạnh này đã khởi sanh ở trong đạo Phật quả, lấy cái nibbana nó làm đối tượng rồi. Thì trong cái khía cạnh mà cách tá nhà nát thì cái giai đoạn gọi là ba quá na này là quan trọng, tức là cái giai đoạn gọi là giai đoạn mắt giá này là quan trọng cái này đấy, giai đoạn mắt giá này là quan trọng. Tại vì sao? Ngay cái giai đoạn mà các tá là cần kiếp là phải có tám cái chi đạo này khởi sanh cùng với những cái thuộc tánh khác nhỉ? Lòng sanh trong tâm đạo và quả khi mà đã được hội tụ, khi mà đã được đầy đủ những cái nhân duyên rồi. Thì chính cái các tá nha ná thì tức là ánh chỉ tích liền, tức là cái sát na mà trí đạo và trí quả đó. Rồi, như vậy thì chúng ta đã cái cảnh gọi Ariya Sakya thôi mà nó đã tới như đó rồi. Và bây giờ chúng ta xuống cái đoạn Nibbana Sakya Kriya ha. Rồi xin mời một vị hoàng đọc cái bản này. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Nibbana sacchikiriya nama ida arhatta phalang nibbananti adipetang tampi hi panjagati vananina vana sanyitaya tanhaya nikhan tata nibbananti huchati tassapati wa pacca wet khana wa sakchi kriya kriyati huchati itarasa pana nibbanasa arya sacchanang dasa ne newa sakchi kriya siddha tenetang ida nadi petang ewa mesa nibbana sacchi kriya ditta dhammika sukha vihara di hetuto mangalanti veritabha. Dạ con xin hết ạ. Dạ rồi, cảm ơn cô nhỉ. Rồi đến cái pháp mangala kế tiếp ha, mà trong cái khổ thứ 11 này tên là cái gì, là nibbana sacchi kriya. Nibbana có nghĩa là niết bàn đó hả? Mà sakkikriya tức là cái việc mà gọi là chứng đạt niết bàn, là một cái điểm lành. Hẳn nhiên có lành không? Chắc chắn là phải lành rồi. Để chứng đạt được niết bàn thì đồng nghĩa là nó là gì? Ngay cái giai đoạn đó là thoát ly được là ngũ uẩn rồi. Nama ida arata phala nibbananti adipetang. Chúng ta ở đây, đây này. Cái chữ mà gọi là chứng đạt được niết bàn phải đồng nghĩa adipetang hả? Đồng nghĩa với cái gì? Đồng nghĩa với cái gì? Niết bàn mà đối với cái tâm mà tâm quả a la hán nha. À, tức là trở thành một thánh nhân A-la-hán rồi đấy. Rồi kế tiếp nữa là hí thực vậy ha. Hí thực vậy. Bành gia gá tí hoa nạ nê nạ. Ở đây thì chúng ta tách ra ha. Năm cái gạt tí động từ ở đây chúng ta sẽ thấy là vút cho tí ngôi thứ ba số ít, được gọi ở đây là nibbana năng một ý tí nha. Nibbana năng tí ta là được gọi là nibbana, mà trước đó tức là nikhantata. Nikhanta là what? Nikhanta là hiện tại phân từ. Từ động từ nikhamati, từ bỏ, rời khỏi, tách rời đó. Tức là với cái tình trạng tức là tách ly khỏi gì? Và tham ái đó hả? Tâm hài á. Qua nó sanh với ta.
Wana ở đây tức là chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái sự mà ái luyến ha. Mà sannyata á chia cùng cách với tanh hai á. À, sannyata, sannyata quá khứ phân từ mang nghĩa rằng là được gọi là ái, tham ái ở đây, ở sự khác ái ở đây mang nghĩa rằng tức là cái sự mà ái luyến, sự bám chặt ha. Vào trong cái gì? Bởi năm cái sanh thú. À, năm cái sanh thú chúng ta phải hiểu là tức là gì? Ám chỉ tức là bốn cỡ, tức là ám chỉ tức là năm cái gá tí này. Gá tí có nghĩa là gì? Gá tí có nghĩa là sự đi đến nha. Mà trong trường hợp chúng ta phải hiểu ám chỉ tức là năm cái cõi giới đó mà sanh về đó. Tức là cái cõi mà địa ngục là súc sanh, ngạ quỷ nè. Cái Atula đó, tại vì Atula là Atula đó được liệt trong cái phần mà gọi là chiếc phần mà gọi là các vị mà chữ thiên thấp ha. Rồi phân ra con người nữa, tới nhân loại đó, và cũng như là chữ thiên nữa. Như vậy là ám chỉ tức là năm cái panja cá tí đó ha, tức là năm cái cõi giới, tức là địa ngục nè, bàn xanh nè, tircha đá nè, rồi bắt đầu ngã quỷ nè, petivisaya nè, rồi manusá nè, tức là nhân loại nè, và cũng như là địa quá nè. Ám chỉ tức là chữ thiên đó. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là thực vậy đó này. Thực vậy. Cái tình trạng thật vậy ha, cái tình trạng mà tách rời, thoát ly ra khỏi cái tham ái mà được gọi là cái gì? Cái sự mà ái luyến vào trong năm cái cõi giới, tức là ở đây là cái cách nói mà cách nói gọi là tận, cách nói là tổng quan đó ha. Năm cái cảnh giới này cũng đồng nghĩa đó, tức là em chỉ tức là trong 31 cõi đó, cõi nào cũng là nó nằm trong đây cả. Chư thiên thì bao gồm luôn các vị mà gọi là chư thiên dục giới, các vị mà phạm thiên sắc giới, các vị phạm thiên và vô sắc giới cũng là nằm trong đây luôn. Đấy. Cho nên là ám chỉ tức là cái gì? Cái ái luyến vào trong cái gì? Cái sanh hữu. Giống như cái cảnh mà gọi là bao quát tanh ha đó, chúng ta còn nhớ không phía trên đấy. Đâu rồi? Bao quát tanh ha. Đây. Đấy. Tức là kamaraga, ruparaga, aruparaga. Là sự ái luyến vào trong gì? Trong cõi dục, trong cõi sắc và trong cõi vô sắc. Đấy. Mình kéo lên xuống. Cho nên đó là cái gì, cái tình trạng mà thoát đi ra được cái tham ái ha, mà trong các cảnh giới như vậy thì được gọi là cái gì? Được gọi là niết bàn. Đấy, thoát đi luân hồi ha. Cái nghĩa đầu tiên của niết bàn là gì? Là đồng nghĩa với cái gì? Đồng nghĩa với là tâm a la hán quả ha. Cái nghĩa thứ hai tức gì? Thoát đi khỏi tam giới. A di đà có nghĩa là đồng nghĩa đó ha. Tassapati wa vajjavikana wa sacchikriya chi tu vajjati. Động từ cũng là vajjati luôn ha. Sacchikriya ti được gọi là cái sự bậc tác chứng, được gọi là sự bậc chứng đạt, hoặc là vajjavikana, hoặc là cái sự mà gọi là suy xét. Tassapati trong trường hợp này thì chúng ta phải hiểu cái từ và patti ở đây đó là cái gì. Tí ở đây tức là có mang nghĩa rằng tức là cái sự chứng đạt của vị ấy. Chữ qua nó nằm ở đây như vậy. Tí đây là danh từ nữ tính nha. Tí là sự chứng đạt, sự tác chứng. Mà cái sự chứng đạt cái gì? Tức là chứng đạt đạo và quả đó mới có được cái niết bàn. Thì niết bàn là đối tượng mà. Là sự chứng đạt niết bàn của vị ấy, hoặc là như vậy là chữ qua này là chữ qua đầu đó là của chị Bát Tý và chữ qua sau là của chị Bát Chánh Quốc Khánh An nha. Đấy, như vậy cái gì, sự chứng đạt niết bàn của vị ấy, hoặc như là sự quán xét, sự suy xét về cái gì, về cái niết bàn mà vị đó đã chứng đạt thì có được gọi là sự chứng đạt. Chúng ta hiểu không? Cái từ mà gọi là cái gì? Cái từ được gọi là cái gì? Bát chánh quốc khánh đá phía trên đó, chúng ta còn nhớ không? Bát chánh quốc khánh đá đây này, cái
Patipanya đó, tức là cái trí, gọi là trí quán xét lại đó. Quán xét cái gì? Hồi nãy có đề cập đến là 19 cái loại trí đấy. À, thì trong ví dụ đối với cái bậc mà gọi là bậc mà sơ quả Sotapanna thì sau khi mà gọi là Sotapattimagga và Sotapattipala mà hoại diệt rồi đó, thì cái lỗ mà lỗ ý môn nhận với cái tâm đại thiện hợp trí như vậy khởi sanh và quán xét thấy rằng tức là đạo gì mà định để chứng đắc, tức là sơ đạo mình chứng đắc quả, sơ đạo sơ quả mình chứng đắc, rồi niết bàn là đối tượng cho sơ đạo và sơ quả mình đã chứng đắc. Đấy, đấy, đấy là cái đó là cái được gọi là khi mà gọi là quán xét về về cái gì, khi mà vừa nhận tức là suy xét hoặc như là quán chiếu hoặc như là phản phản kháng, tức là gì, phản là ngược lại, kháng tức là nhìn nhìn ngược lại, nó nghĩa là tức là quán xét suy xét lại cái khía cạnh mà gọi là cái niết bàn mà mình vừa chứng đắc đấy, cái này được gọi là sacchikriya đấy. Bát tiếng là sự chứng đạt, mà như là cái việc mà gọi là chứng đạt ở đây, em chỉ tên là cái lỗ mà lỗ chứng đắc đó. Ta chui cái ná, em chỉ tên là cái lỗ mà lỗ lỗ phản kháng lại. Thì khi mà phản kháng tức là nhìn lại cái đối tượng như vậy, tức là cũng thấy được niết bàn, vậy được gọi là sự chứng đạt niết bàn. Đấy. Rồi kế tiếp nữa, itarasapana nibbana ariya sajjana nang dasana neva sacchikriya siddha tanne tang ida nadip nadip de tang. Na đi bê tăng ở đây là nát, còn anh đi bê tát nhỉ, anh đi bê tát là đồng nghĩa đó, mà không đồng nghĩa ở đây, không đồng nghĩa. Còn ta nói là còn hí ở đây siddha, siddha thì chúng ta dùng theo nghĩa là gì, siddha thì chúng ta dùng theo nghĩa tức là hoàn tất thành tựu quá khứ. Như vậy có nghĩa là sự chứng đạt, tức là siddha như vậy đó là quá khứ phân từ mà ở đây được chia theo chủ cách, đó là cái việc chứng đạt, việc chứng đạt, việc thành tựu ha. Tại vì siddha ở đây là quá khứ phân từ của từ siddhati nhỉ, mang nghĩa rằng tức là cái gì đã hoàn tất, đã kết thúc. Nhờ với cái sự chứng đạt bằng cái việc mà thấy được cái gì, thấy được tứ thánh đế arisakya năng, thấy được itarasa nibbanasa như vậy anh chị thì itara chúng ta anh chị tức là khác hoặc như đồng nghĩa rằng tức là cái gì, là kế tiếp lần thứ hai đó. Thì sang ý đã anh ít bê tăng tê e tăng tê đã e tăng, do vậy ở đây cái điều ấy thì không có đồng nghĩa, không có mang nghĩa. Ồ, rồi tức là cái gì, cái sự tác chứng ở đây đó anh chị tức là cái gì, tức là cái giai đoạn mà chứng đạt mà gọi là cái giai đoạn gọi là giai đoạn mà chứng đạt ở trong itara chúng ta dùng theo nghĩa tức là kế tiếp đó ha, hoặc như là lần thứ hai, tức là nhờ vào cái việc mà gọi là thấy được niết bàn mà lần kế tiếp đó đối với bốn thánh đế đó, sau khi mà quán chiếu mà gọi là bốn thánh đế đó đã thấy được niết bàn kế tiếp như vậy, thì cái việc mà thành tựu hoặc như là việc có được cái sự mà chứng đạt nhờ vào cái việc mà thấy được niết bàn, nhưng đúng rồi, nhưng mà đối với người mà gọi là cái gì, đối với cái việc mà gọi là chứng đạt, đối với cái người mà gọi là đã hoàn tất hoặc như là đã chứng đạt nhờ vào cái việc mà gọi là thấy được niết bàn, tức là nhờ vào minh sát trí đó, thấy được niết bàn ở lần kế tiếp đối với tứ thánh đế, thì do vậy đó cái điều đó đó, tức là cái việc thấy đó đấy, cái việc chứng đạt đấy không được gọi là đồng nghĩa, mang nghĩa rằng như vậy là cái chuyện mà nibbanasikriya tức là anh chỉ tức là cái giai đoạn mà gọi là chứng đạt đầu thôi nha, giai đoạn tức là trong cái lỗ mà lỗ chứng đạo thôi.
Nhưng mà tại sao mà phía trên ở đây tức là cái sắc chi cái gì ta? Thì đề cập tức là bát tí qua và bát chi quý khánh nam mà. Anh chị tên hai khía cạnh tức là chứng đạt và cũng như là suy xét lại thì đều được gọi là sắc chi cái gì. Nhưng chúng ta đọc luôn cái câu dưới luôn. Ewa mesa nipana sacikriya dithandamika sukha vihara. Sukha vihara ha? À đi hệ tụ nô. Mà cái lần tiếng quê đi quê thì thấp bằng. Ewa mesa. Đó là ewa esa đó ha. Ewa esa. Ở đây esa thì chỉ được một cách từ kriya ra này. Sacikriya nữ tính đó. Tức là việc chứng đạt mà nipan ấy đó. Như vậy. Việc mà chứng đạt nipan như vậy đấy. Thì quý vị chúng ta cần phải biết rằng cần được phải hiểu như là một cái điểm lành về cái nguyên nhân mà cho cái gì, cho cái việc mà gọi là sống được an lạc hay được gọi là hiện tại lạc trú đó, đâm đít thanh đâm mi cá đó hả, xuất cáo vi hà rá, tức là cái sự mà sống trong cái sự mà an lạc ngay trong cái hiện tại như vậy đó, a đi tức là vân vân, tức là thành tựu nhiều cái mà lợi ích, đặc biệt tức là cái việc mà gọi là khởi đầu, tức là cái việc mà sống được an lạc. An lạc. Nhưng tuy nhiên nè, cái việc mà chứng đạt nè, nhờ vào cái việc mà thấy được tứ thánh đế, thấy được nhờ vào cái việc mình sẽ trí thấy được liệu tri được tứ đế chứ, đó là phải hiểu rõ, phải thấu rõ được tứ đế thì khi đó là niết bàn mới phải sanh. Để cái câu đi nhé, câu này cái ý này phía trên nó chưa có rõ, tôi sẽ cho chúng chú giải khác. Và kế tiếp là cái gì? Cái tiếng nữa là Ewang imisa gatha yatabbo pramachari yang arya sacca nadasana nibbana sacikriya nibbana sacikriya ti chattari mangala nivattani mangala tanja ne sang tatha vipa vita mewati. Câu này giống như là những cái câu của một bài kệ đó ha. Của một bài kệ đó. Như vậy cái việc gì? Chủ đề sẽ là tabbo pramachari yang. Tức là tabo là chúng ta dùng theo nghĩa tabo. Tabo là trên cái đầu tiên là chúng ta dùng theo nghĩa. Chúng ta dùng nghĩa gì còn nhớ không? Etababaki damme taba tabati ti tabo. Tức là cái việc mà gọi là thiêu đốt ha, thiêu đốt các ác pháp thì đó là được gọi là cái việc mà gọi là sự thiêu đốt. Mà nama apichado manasari nantapa nato indriya sangvaro từ sự thúc liễm các giác quan, từ cái việc mà gọi là loại trừ hoặc như là thiêu đốt còn đồng nghĩa là loại trừ đó, loại trừ đối với những cái phiền não như là tham u ở đời đấy. Rồi cô sẽ chan tapa viriyan, tức là sự tinh cần nhờ vào cái việc gì, nhờ vào cái việc mà gọi là loại trừ cái cô sách giá này.
Rồi cái người mà thành tựu do vậy đó, người mà thành tựu những cái đức lành như vậy đó, thì được gọi là Atabi, tức là một bậc, là bậc khổ hạnh, là một bậc đã khắc chế, tức là chúng ta nhìn nghĩa là bậc đã khắc chế những phiền não đó ha. Rồi Tabo ở đây tức là cái gì, sự khắc chế. Như vậy đó là cái gì, Tabo có nghĩa là sự khắc chế phiền não đó, hoặc sự thiêu đốt đó, khắc chế đó. Rồi cái việc mà sống phẩm hạnh là cái việc mà khắc chế cái việc sống phẩm hạnh, và cái việc mà thấy được bốn cái thánh đế này, các thánh đế đó, và cũng như là cái việc mà chứng đạt niết bàn của cái bài kể này ha. Thì bốn cái khía cạnh đó đó, chattari mangala nivuttati, thì được gọi là bốn cái điềm lành. Rồi bắt đầu về cái ý nghĩa của điềm lành như vậy đó, đã được trình bày ở đây phía trên như vậy đó. Rồi nithita tabojati nimisagathaya attha vannana. Rồi cái cảm nhận, tức là cái sự chú giải, cái lời giải thích mà về ý nghĩa của cái bài kể này khởi đầu bằng cái câu mà là tabo chát, là kết thúc. Rồi như vậy thì chúng ta xong cái đoạn số 11 nha. Xong cái đoạn số 11. Dạ thỉnh sư nghĩ. Dạ rồi, như vậy thì hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây đi. Chúng ta còn cái đoạn số 12 và 13 nữa. Hai đoạn cuối luôn nha. Hai đoạn cuối thì cũng cũng còn dài dữ. Rồi như thế này chúng ta tạm nghỉ tại đây. Phật Pháp Xâm giờ sẽ chia sẻ pháp như đến tất cả chư thiên và xin giới thiệu các vị. Ngưỡng mong quý vị luôn luôn được an lạc, giúp pháp được tu bổ tâm ma và được kết thúc bài học. Tính tình các vị hồi hướng mà cầu Buddha Sasa Nang Chirang Tithatu 3 lần. Buddha Sasa Nang Chirang Tithatu, Buddha Sasa Nang Chirang Tithatu, Buddha Sasa Nang Chirang Tithatu. Saru, saru, saru. Sa-ru, sa-ru, sa-ru. Dạ chúng con xin kính tri ân sư ạ. Xin mời lớp nghỉ ạ.